Trung chồng với người đàn bà khác là chuyện đau đớn nhất đối với một người phụ nữ. Dù ở bất cứ thời đại nào cũng vậy, chẳng ai dễ dàng gì chia sẻ tình cảm của mình cho người khác. Ở cái xã hội lúc bấy giờ, chuyện một chàng năm thê bảy thiếp là quá bình thường. Thế nhưng, Tâm và Nam lại chưa bao giờ nghĩ chuyện đó lại xảy ra với gia đình mình. Họ yêu nhau và nguyện cả đời này sẽ chung thủy sắt son một vợ một chồng. Tuy nhiên, cái định kiến sinh con trai nối dõi tông đường lại chính là rào cản mà họ không thể nào vượt qua được. Vào một buổi chiều êm đềm, khi ông mặt trời đang từ từ lặn dần sau lưỡi tre đầu làng, tâm lại vác quốc từ ngoài đồng về nhà, bước vào sân, cô nghe thấy tiếng nói chuyện từ trong nhà vọng ra. Đó là giọng của bà Hường, mẹ chồng cô, nói chuyện với Nam. Con à, nhà này cần có người nối dõi. Mẹ không thể để dòng họ chúng ta tuyệt tự được. Mẹ chỉ có mỗi mình con là con trai nhưng mà con nghĩ xem đã ba năm rồi mà hai vợ chồng con vẫn chưa có con làm sao mẹ có thể yên lòng được tâm đứng lại ngoài cửa trái tim cô như thất lại khi nghe từng lời nói của mẹ chồng cô không dám bước vào chỉ đứng im lặng lắng nghe nam đáp lại giọng anh trầm buồn con hiểu ạ à, nhưng con không thể nào phản bội tâm cô ấy đã vì con và gia đình chúng ta mà vất vả rất nhiều con không muốn khiến cô ấy tổn thương bà hường ngắt lời giọng cứng rắn hơn con chỉ nghĩ cho nó nhưng con không nghĩ cho tương lai của gia đình ta hay sao tâm là một người vợ tốt đảm đang nhưng cô ấy không thể sinh con cho con con phải cưới thêm vợ mẹ sẽ tìm người cho con trong khoảnh khắc đó tâm như muốn gục ngã cô biết áp lực đang đè nặng lên nam và cô cũng hiểu sự kỳ vọng của mẹ chồng nhưng việc bà ép nam cưới thêm vợ là điều cô không bao giờ tưởng tượng nổi Nam lớn giọng Không, mẹ có đánh chết con cũng không lấy ai khác Con chỉ có tâm là vợ của con thôi Bà Hường vung tay tắt mạnh vào má của Nam Khiến khuôn mặt anh đỏ ửng lên Tâm chưa bao giờ thấy bà tức giận với con như vậy Bà Hường lớn tiếng Đồ bất hiếu Mẹ sinh ra mày Nuôi mày khôn lớn đến từng này Để giờ này chỉ vì một người dưng mà mày dám cãi mẹ à Tâm bước vào nhà Cô giữ giọng bình tĩnh mẹ con đã về ạ à? cả hai người quay lại nhìn cô nam với vẻ mặt hoảng hốt còn bà hường thì lội rõ sự bối rối bà nhìn tâm rồi hỏi con con nghe hết rồi sao tâm buồn rầu gật đầu ánh mắt đầy sự đau khổ bà hường đi thẳng vào vấn đề luôn mẹ biết ba năm nay con đã cực khổ vì gia đình này và cố gắng để có con với thằng nam nhưng thời gian đã quá lâu rồi mà tin vui vẫn không thấy gia đình họ vũ này cần một người nối dõi chắc con quá hiểu điều đó đúng không con vâng con biết nhưng mẹ có thể cho con thêm một thời gian nữa được không ạ à? nếu như con vẫn không mang thai thì con sẵn sàng nhường chồng con cho người khác và con sẽ rời đi ạ à? nói ra được những lời như vậy trái tim tâm như bị ai bóp nghẹt cô yêu nam và ngược lại anh cũng rất yêu cô Họ đến với nhau bằng tình yêu đích thực chứ không phải qua mai mối. Cho dù trải qua 3 năm chưa mang thai nhưng chồng cô vẫn luôn ân cần và động viên cô hàng ngày. Anh luôn tạo ra niềm vui cho cô giúp cô quên đi căng thẳng khi chịu áp lực không sinh được con. Bà Hường nhìn Tâm đẩy về ái ngại rồi nói Tâm à không ai nói con phải rời đi chỉ là Bà Hường dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói nhà này cần có người kế thừa thôi con ạ à. tâm cảm thấy nước mắt rưng rưng nhưng cô không muốn để chúng rơi con hiểu ý mẹ nhưng xin mẹ cho con thêm chút thời gian con rất muốn sinh con cho anh nam nhưng có lẽ đứa trẻ chưa có duyên với chúng con nam bước tới nắm lấy tay tâm tâm à em đừng nói vậy chúng ta sẽ tìm mọi cách để có con bà hường đứng dậy giọng nói dịu xuống nhưng vẫn không giấu nổi sự quyết liệt hai đứa suy nghĩ kỹ đi mẹ đã nói hết những gì mẹ cần nói rồi các con bàn bạc với nhau rồi liệu mà làm tối hôm đó khi chỉ còn lại hai vợ chồng trong phòng không khí càng nặng nề hơn nam ngồi im lặng bên bàn ánh đèn mờ nhạt soi lên gương mặt mệt mỏi của anh tâm bước tới gần ngồi xuống cạnh anh em xin lỗi nhưng mẹ nói cũng đúng Ba năm qua Em không thể cho anh một đứa con Em thật sự rất muốn Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản Nam quay lại Nhìn vào mắt tâm Giọng anh trầm nhưng đầy sự cảm thông Anh không quan tâm đến chuyện đó Anh yêu em Và không có gì thay đổi được điều đó Tâm cúi đầu Tay cô nắm chặt lấy vạt áo Giọng khẽ khàng Nếu anh phải cưới thêm người khác Em sẽ không ngăn cản Em chỉ xin anh đừng rời bỏ em." Nam thở dài kéo tâm vào lòng. "Đừng nói như vậy, anh không thể làm điều đó với em, chúng ta sẽ tìm ra cách, chỉ cần em vẫn muốn ở bên anh." Cả hai ngồi im lặng trong bóng tối, mỗi người đều mang trong lòng những nỗi lo riêng. Tâm cảm thấy tình yêu của Nam vẫn còn, nhưng áp lực từ gia đình như một bức tường dày ngăn cách họ. Sáng hôm sau, khi Tâm còn đang chuẩn bị bữa sáng, nam bước ra với gương mặt căng thẳng tâm à mẹ ốm rồi không dậy ăn sáng được em nấu cho mẹ bát cháo nhé tâm ngạc nhiên hôm qua mẹ vẫn bình thường mà sao ốm nhanh vậy được thì tuổi già trái chó trở trời ốm là chuyện bình thường em giúp anh nhé vâng em nấu loáng cái là xong thôi lát nấu xong em bê lên cho mẹ luôn anh ăn đi mà đi làm ừ Nhờ em ở nhà chăm sóc mẹ giúp anh nhé Sao anh nói khách sáo vậy Em làm vợ anh Mẹ anh cũng là mẹ em mà Anh ăn đi, em xong rồi đây này Tâm bắt cái nồi lên nấu cháo cho mẹ chồng Cứ ngồi nghĩ thần thơ Về chuyện hôm qua mẹ chồng đề nghị Quả thật ba năm nay Cô và chồng đã tìm đủ mọi cách Hệ ai chỉ cho phương pháp nào hay Thầy lang nào cắt thuốc giỏi Là hai vợ chồng không quản đường xá xa xôi Hay chi phí tốn kém để tìm đến nhưng thế giới như chống lại sự cố gắng không mệt mỏi đó của vợ chồng cô Đã qua năm thứ ba rồi mà cô vẫn không hề mang thai Áp lực ngày càng đè nặng hơn khi mẹ chồng cô liên tục thúc ép chuyện sinh con trai nối dõi Tiếng bà Hường ho lụ khụ kéo tâm thoát khỏi những suy nghĩ mông lung Cháu chín cô múc một bát rồi đem vào phòng cho mẹ chồng Đặt bát xuống chiếc bàn nhỏ kê đầu giường, tâm lay nhẹ bà Hường Mẹ, mẹ dậy ăn chút cháo cho nóng rồi còn uống thuốc à? bà Hường hé mắt ra nhìn thấy con dâu thì mệt mỏi lắc đầu rồi thều thào. mẹ thấy đáng miệng lắm, không muốn ăn gì cả. mẹ phải ăn nhanh rồi mới khỏe được chứ mẹ không ăn là liệt luôn đấy à? con cứ mặc mẹ đi, bây giờ mẹ chỉ mong chết đi cho sớm thôi con ạ. À? ấy sao mẹ lại nói vậy? mẹ phải sống thật lâu thật khỏe bên con cháu chứ. Sống mà làm gì khi không có nồi muộn cháu nối dõi Chắc khi sang thế giới bên kia gặp liệt tổ liệt tông và bố con Mẹ cũng chẳng biết ăn nói thế nào Ngay đến đây tâm hiểu ý mẹ chồng như thế nào Cô ngồi im lặng cúi đầu nhìn bát cháu không thể nói gì thêm Những gì cô có thể làm thì đã làm rồi Cho dù cô có cố gắng đi chăng nữa Nếu như cô không thể sinh con cho nhà chồng một thằng con trai Thì mọi cố gắng cũng đổ xuống sông xuống bể bà hường nằm thở dài nước mắt bà bắt đầu lăn dài rồi bà khóc tu tu như một đứa trẻ dù tâm có dỗ dành thế nào bà cũng không chịu nín và cũng không chịu ăn cuối cùng tâm đành hạ giọng có phải mẹ như thế này là vì muốn có cháu nội bà hường nghe tâm nói như vậy thì im bặt tâm nói tiếp vậy được con sẽ nghe theo ý mẹ nghe đến đây bà Hương lập tức ngồi bật dậy như một người khỏe bình thường vậy con đồng ý rồi nhá tâm thở dài vẻ mặt chán trường gật đầu miễn cưỡng bà Hương lập tức cầm lấy tô cháo từ tay tâm ăn lấy ăn để ngon lành nhưng người chết đói vớ được miếng ăn xong xuôi bà đưa cái tà áo quẹt ngang miệng rồi sò dép xuống giường đi ra ngoài tâm ngạc nhiên rồi bảo mẹ mẹ đang ốm mà đi đâu vậy à mẹ khỏe rồi con ạ à bây giờ mẹ phải đi ra ngoài có chút việc con ở nhà rửa dọn giúp mẹ rồi hãng ra đồng nhé bà hường tất tả bỏ đi để lại phía sau tâm đứng sững vì quá bất ngờ trước một loạt hành động của mẹ chồng buổi chiều sau khi nam đi làm về bà hường đã gọi ngay anh lại rồi nói rõ chuyện con à mẹ đã tìm cho con một người con gái tốt con bé tên là diệu nhà ở làng bên trẻ trung khỏe mạnh nếu tâm không thể sinh con thì hãy để diệu làm điều đó mẹ con đã nói là mẹ hãy để chúng con từ từ rồi tìm cách rồi cơ mà sao mẹ cứ phải sốt sáng lên như thế ạ à? mẹ đã nói chuyện với con tâm rồi nó cũng đã đồng ý lúc trời chặng vạn tối sau khi đi làm đồng về tâm lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn ra cánh đồng bao la phía trước xó thổi nhẹ làm mái tóc cô bay phất phơ lòng cô ngổn ngang với biết bao cảm xúc rằng xé lời đề nghị của bà hường như một nhát dao đâm vào lòng tự tôn của cô nhưng hơn ai hết tâm hiểu rõ hoàn cảnh của mình tiếng bước chân nhẹ nhàng của nam khiến tâm giật mình anh bước đến bên cô ngồi xuống bên cạnh không nói một lời không gian yên ắng chỉ còn tiếng gió xào xạc xà qua những rặng tre nam cuối cùng cũng lên tiếng giọng anh trầm buồn em thật sự đồng ý với mẹ sao tâm không trả lời ngay Cô chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào cánh đồng xa xa. Nam thở dài, anh kéo tâm lại gần, vòng tay ôm chặt lấy cô. Anh biết mẹ gây áp lực lớn, nhưng anh không muốn em phải chịu đựng đau khổ. Anh không muốn có thêm ai khác ngoài em. Tâm à, chuyện này anh sẽ nói lại với mẹ. Tâm ngước nhìn Nam, cô nói, "Anh à, em biết mẹ rất yêu thương anh và lo lắng cho tương lai của gia đình." Nếu việc này là cách duy nhất để anh không bị mắc kẹt giữa mẹ và em, thì em chấp nhận, Diệu về làm vợ lẽ cũng không thay đổi tình yêu của em dành cho anh. Nam cúi đầu, phải bất lực hiện rõ trên gương mặt. Anh hiểu rằng tâm đang phải chịu đựng một nỗi đau quá lớn, nhưng anh cũng biết không thể làm gì để thay đổi tình thế này. Sự im lặng bao trùm lấy cả hai như một lời hứa vô hình rằng dù có chuyện gì xảy ra, tình yêu của họ sẽ không dễ dàng vuột mất. Ngày đưa Diệu về nhà làm vợ lễ đã đến, mọi thứ được chuẩn bị chu đáo, và bà Hường tỏ rõ sự vui mừng khi sắp có thêm một người con dâu, hứa hẹn sẽ sinh cho bà một đứa cháu nổi. Diệu là cô gái trẻ trung với gương mặt bầu bĩnh, nước da tươi tắn và thân hình đầy đặn. Cô bước vào nhà trong bộ áo dài truyền thống, lễ phép chào hỏi mọi người. Tâm đứng ở góc nhà im lặng quan sát. Cô cảm nhận rõ sự lo âu trong lòng khi nhìn thấy Diệu Người phụ nữ sẽ chia sẻ người chồng mà cô yêu thương nhất. Dù ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng từng ánh mắt Diệu nhìn Nam khiến trái tim tâm thắt lại. Bữa cơm đầu tiên với Diệu, không khí trong nhà có chút gượng gạo. Bà Hường không ngừng nói về những kế hoạch cho tương lai, đặc biệt là hy vọng sẽ có một đứa cháu trai nối dõi. Diệu chỉ cười nhẹ và thỉnh thoảng gật đầu, trong khi Nam ngồi lặng lẽ, ánh mắt vẫn dán vào tâm tâm nhìn thấy rõ sự áy náy trong mắt chồng mình nhưng cô chỉ nhẹ nhàng cúi đầu không nói gì sau bữa cơm tâm và diệu ngồi lại cùng nhau diệu dù còn lạ lẫm với tâm nhưng cũng bắt chuyện trước chị tâm em rất ngưỡng mộ chị em biết chị là người phụ nữ hiền hậu và giỏi giang em thật lòng không muốn gây khó xử cho chị tâm khẽ cười dù nụ cười có phần gượng gạo diệu à chuyện này là do ý trời nếu em đã về đây Thì chị mong em và anh Nam sẽ hòa thuận Chị không trách em đâu Diệu nắm lấy tay Tâm Đôi mắt long lanh Em cảm ơn chị Em biết ơn chị vì đã hiểu và chấp nhận em Tâm chỉ khẽ gật đầu Lòng cô dối bời với những cảm xúc không thể nói ra Cô biết rằng từ hôm nay Cuộc sống của mình sẽ thay đổi mãi mãi Những ngày tháng tới đây Dù cố gắng đến đâu Cô cũng không thể tránh khỏi sự hiện diện của Diệu trong căn nhà này đêm đó khi cả ngôi nhà chìm vào bóng tối và tiếng côn trùng dâm gian ngoài đồng ruộng vang lên đều đều tâm nặng lặng lẽ trên chiếc rừng rộng lớn mà cô và nam đã bên nhau suốt ba năm qua chiếc gối bên cạnh vẫn phẳng phiu không có hơi ấm của chồng và khoảng trống ấy như trở thành vết thương sâu trong lòng cô đây là đêm đầu tiên nam không ngủ cùng cô mà đang ở cùng diệu người vợ mới của anh họ chỉ cách nhau một bức tường nhưng đối với tâm khoảng cách ấy dường như dài hơn cả thế giới cảm giác trống rỗng xâm chiếm trái tim cô từng nhịp đập như gằn mạnh đầy nỗi đau mà cô không thể diễn tả tâm xoay người cố tìm cho mình một vị trí thoải mái nhưng sự cồn cào trong lòng khiến cô không thể nào yên giấc trước đây khi nam ở bên cạnh anh luôn ôm lấy cô mỗi đêm thì thầm những lời ngọt ngào trước khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ nhưng giờ đây cô chỉ còn lại mình với bốn bức tường lạnh lẽo và sự im lặng đầy u ám. Cô nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh của Nam và Diệu cùng nhau cứ hiện lên giải vò tâm trí cô. Tâm biết rằng Diệu là người được chọn để sinh con cho gia đình này, điều mà cô không thể làm được. Nhưng dù đã chấp nhận, cô không thể phủ nhận nỗi đau khi nghĩ về cảnh chồng mình ôm ấp một người đàn bà khác, trao cho Diệu những điều mà đáng lẽ chỉ thuộc về cô. Nỗi ghen tuông, nỗi buồn và sự bất lực quặn thắt trong lòng cô như những đợt sóng dữ dội xô vào tâm hồn yếu đuối của cô cô tự an ủi lòng mình rằng mình đã lựa chọn mình phải chấp nhận điều này vì nam vì gia đình này nhưng dù có cố gắng an ủi bản thân bao nhiêu trái tim cô vẫn không ngừng đau đớn cô yêu nam yêu anh đến mức sẵn sàng hy sinh chính hạnh phúc của mình để anh có thể có con để gia đình không tuyệt tử nhưng nỗi đau khi phải nhìn thấy người mình yêu thương chia sẻ sự thân mật với người khác là điều mà cô chưa bao giờ tưởng tượng được. Từng giây trôi qua như kéo dài đến vô tận. Tâm không dám tưởng tượng cảnh nam đang ở bên diều làm tròn bổ phận mà gia đình yêu cầu. Cô không thể ngăn được suy nghĩ, nước mắt cuối cùng cũng trào ra. Cô cố nén lại những tiếng nức nở, sợ rằng nếu bật ra thành tiếng, nó sẽ tan vỡ tất cả mọi thứ trong sự tự trọng mà cô đã cố gắng giữ lại. Cả đêm Tâm đã không ngủ, cô nằm yên, lắng nghe từng hơi thở của mình và tự thuyết phục rằng cô đủ mạnh mẽ để vượt qua, nhưng trong sâu thẳm, cô biết rằng dù có mạnh mẽ đến đâu, cô cũng chỉ là một người phụ nữ cô độc trong chính ngôi nhà của mình, người đang phải học cách chấp nhận mất mát và đau thương từ tình yêu của mình. Sáng hôm sau, khi ánh nắng vàng nhạt bắt đầu len lỏi qua khung cửa, Tâm tỉnh dậy sau một đêm gần như không chợp mắt. Căn buồng quen thuộc vẫn lặng lẽ, nhưng cảm giác trống trải từ đêm qua vẫn còn nặng nề trong lòng cô. Cô hít một hơi thật sâu, cô lấy lại bình tĩnh rồi quyết định ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Vừa mở cửa buồng bước ra, cảnh tượng trước mặt khiến tâm khựng lại. Từ căn buồng của Diệu, Nam đang bước ra, theo sau là Diệu, khuôn mặt cô ấy tươi tắn rạng rỡ. Diệu díu rít bên cạnh Nam, tay phủi nhẹ áo cho anh, chỉnh lại cho phẳng phiu cử chỉ thân mật đó như một nhát dao đâm vào lòng tâm. Nỗi đau dường như lớn hơn khi chính mắt cô chứng kiến cảnh chồng mình gần gũi với người phụ nữ khác. Nhìn cảnh dịu dịu dàng, ánh mắt chăm sóc và nụ cười ngọt ngào dành cho nam, mà lẽ ra chỉ thuộc về tâm, đập vào mắt khiến cô cảm thấy không thuận chút nào. Tâm đứng dững người, trái tim cô như vỡ vụn thêm lần nữa. Nam là người đầu tiên nhìn thấy cô, anh bối rối, ánh mắt đầy sự áy náy và lúng túng, như thể không biết phải đối diện với tâm thế nào sau đêm đầu tiên ngủ cùng diệu em em dậy rồi sao nam nói giọng ngập ngừng rõ ràng không biết phải bắt đầu từ đâu anh nhìn tâm ánh mắt như muốn giải thích nhưng lại không thể thốt ra lời diệu thấy tâm xuất hiện lập tức thu mình lại vẻ mặt của cô thay đổi từ tươi cười sang đầy vẻ ăn năn và khó xử diệu cúi đầu giọng nhẹ nhàng như thể đang cố gắng an ủi Chị Tâm Em... em xin lỗi Em thật sự không muốn mọi chuyện trở nên như thế này Em biết mình là vợ lẽ Và việc này thật sự là điều bất đắc dĩ Tâm không nói gì Cô chỉ nhìn Nam và Diệu Cảm giác bị cô lập và tổn thương xâm chiếm toàn bộ cơ thể Trái tim cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc này Nhưng khi thực sự đối diện Mọi thứ dường như quá sức chịu đựng Cô biết Diệu không hoàn toàn có lỗi Và Nam cũng chẳng còn cách nào khác nhưng điều đó không làm giảm bớt nỗi đau trong lòng cô. Cảm giác ngột ngạt khiến tâm không thể đứng đó thêm một giây nào nữa. Cô hít một hơi sâu để cố ngăn dòng nước mắt trực trào ra, rồi bước thẳng về phía phòng mẹ chồng lòng nặng trĩu. Trong đầu cô, mọi suy nghĩ về Nam, về Diệu, về chính bản thân cô đang quay cuồng. Cô cần một khoảng lặng, cần một nơi để có thể thở và không phải đối diện với thực tại đau đớn này, ít nhất là trong vài ngày bà hường vừa thấy tâm bước vào đã hỏi ngay tâm à có chuyện gì thế con tâm cúi đầu giọng run run mẹ con xin phép về nhà mẹ để chơi ít ngày cũng lâu lắm rồi con chưa về thăm nhà con muốn về thăm mẹ con một chút bà hường nhìn tâm thoáng một chút lo lắng nhưng nhanh chóng nhận ra điều gì đang diễn ra bà không hỏi thêm chỉ khẽ gật đầu ừ con cứ về nhà nghỉ ngơi vài hôm đi khi nào thấy thích hợp thì quay lại Đừng lo cho việc trong nhà Mẹ và Diệu sẽ lo liệu Tâm cúi chào rồi quay đi Lòng như được thả lỏng một chút Cô cần thoát khỏi ngôi nhà này Cần một khoảng thời gian để sắp xếp lại Những cảm xúc đang dối bời Chỉ có trở về nhà mẹ Nơi cô có thể tìm thấy chút bình yên Cô mới có thể đối diện với thực tại khó khăn này Tâm trở về nhà mẹ đẻ Những ngày ở nhà mẹ cô cảm nhận được sự bình yên mà lâu lắm rồi cô không có bà lan mẹ tâm rất vui khi thấy con gái về chơi nhưng bà cũng hiểu được nỗi buồn ẩn chứa trong đôi mắt con gái mình mỗi buổi sáng bà đều nói chuyện với con gái nhẹ nhàng khuyên nhủ con điều về phận làm dâu làm vợ nhưng không nhắc đến chuyện gia đình nhà chồng tâm cũng không dám tâm sự nhiều chỉ nói rằng cô về nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ quay lại những ngày ở quê trôi qua trong sự tĩnh lặng tâm giúp mẹ việc nhà, trò chuyện cùng bà đều khuây khỏa, nhưng trong lòng cô vẫn day dứt không yên. Dù cô đã cố gắng tự thuyết phục mình rằng đây là điều tốt nhất cho Nam và gia đình, nhưng cảm giác bất mát và cô đơn vẫn luôn hiện hữu. Mỗi đêm, khi nằm trên giường cũ của mình, cô không thể ngừng nghĩ về Nam, về người chồng mà cô yêu thương nhất. Còn về phía Nam, kể từ khi tâm rời đi, anh đã cảm nhận rõ sự trống rỗng trong lòng mình. Diệu tuy ở bên cạnh anh nhưng không thể lấp đầy khoảng trống mà tâm để lại anh nhớ tâm đến quay quát nhớ những khoảnh khắc hai người bên nhau nhớ cả những điều giản dị như tiếng cười của cô cách cô chăm sóc cho anh mỗi ngày diệu dù cố gắng thể hiện sự hiền hậu ngoan ngoãn nhưng nam không thể không nhận ra rằng tình cảm của anh với diệu chỉ là trách nhiệm không phải là tình yêu đã ba ngày trôi qua kể từ khi tâm về nhà mẹ đẻ nam ngày càng cảm thấy bồn chồn anh biết rằng mình cần phải làm gì đó không thể để tình trạng này kéo dài thêm nữa, anh quyết định sang đón Tâm về. Sáng hôm ấy, Nam đến nhà mẹ đẻ của Tâm, cảnh vật quen thuộc của ngôi làng hiện ra trước mắt, nhưng hôm nay anh cảm thấy nó trống vắng lạ thường. Khi đến trước cổng nhà Tâm, tim anh đập nhanh hơn, anh cảm nhận rõ rệt rằng chưa bao giờ mình lại khao khát gặp cô đến thế. Tuy có rượu bên cạnh, nhưng suốt những ngày qua, lòng anh vẫn trống rỗng. Từng đêm nằm bên rượu, anh lại nhớ về Tâm nhớ từng cử chỉ ánh mắt của cô sự thiếu vắng của tâm khiến anh nhận ra rằng cô là người duy nhất khiến anh cảm thấy thực sự hạnh phúc nam bước vào sân thấy tâm đang ngồi bên hiên nhà giúp mẹ nhặt sau cô ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân và trong giây lát ánh mắt cô và nam chạm nhau một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc xâm chiếm cả hai họ đã không gặp nhau trong ba ngày nhưng cảm giác xa cách đó như kéo dài vô tận tâm thoáng ngạc nhiên khi thấy nam nhưng cố giữ bình tĩnh bà lan nhìn thấy nam thì mỉm cười chào hỏi nam con đến đón tâm về à nam cúi chào mẹ vợ giọng nhẹ nhàng nhưng khẩn thiết xả con đến đón tâm về mẹ có khỏe không ạ à? bà lan gật đầu rồi vỗ nhẹ vai con gái tâm à con và chồng nói chuyện với nhau đi mẹ vào trong chuẩn bị bữa trưa tâm không nói gì chỉ khẽ cúi đầu cô biết rằng lúc này không thể tránh được việc đối diện với nam khi bà lan đi vào trong nam tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh tâm cả hai ngồi im lặng chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua rặng tre và tiếng chim díu rít trên cành cây nam là người phá vỡ sự im lặng trước giọng anh trầm nhưng đầy cảm xúc tâm à anh xin lỗi anh biết là anh không nên để em phải chịu đựng những điều này anh không thể thay đổi mọi chuyện nhưng anh nhớ em những ngày qua anh không thể ngừng nghĩ về em mọi thứ ở nhà trông vắng đến lạ thường tâm cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của nam nhưng cô không thể ngăn cản được nỗi đau trong lòng cô cúi đầu giọng nghẹn ngào em hiểu mà diệu cô ấy có thể cho anh điều mà em không thể em đã chấp nhận điều đó nhưng em vẫn chưa quen được việc này nam nắm lấy tay tâm siết chặt như muốn truyền đi tất cả tình cảm mà anh dành cho cô anh biết em đang rất đau khổ, anh cũng vậy, nhưng anh không thể chịu nổi khi không có em bên cạnh. Chúng ta không thể cứ xa cách thế này mãi. Hãy về nhà với anh, anh không thể sống mà thiếu em. Tâm ngước lên, anh mất đầy những giọt nước mắt lấp lánh. Cô thấy rõ sự đau đớn và nỗi nhớ trong ánh mắt của Nam. Anh Nam, em cũng nhớ anh, nhưng còn Diệu, còn mẹ. Làm sao chúng ta có thể sống yên bình với những điều này? nam khẽ lắc đầu giọng anh đầy quyết tâm chúng ta sẽ tìm ra cách anh sẽ làm tất cả để em không phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa anh hứa đấy tâm nhìn nam lòng cô như được nhẹ bớt một phần gánh nặng cô biết nam vẫn luôn yêu thương cô và điều đó giúp cô thêm vững vàng cô khẽ gật đầu giọng nói nhẹ như hơi thở vậy thì em sẽ về cùng anh nam mỉm cười nụ cười ấy dù có chút áy náy nhưng tràn đầy niềm hạnh phúc khi được đón người anh yêu thương nhất về bên cạnh. Họ nắm tay nhau đứng dậy, bước về phía ngôi nhà của gia đình anh, nơi dù có nhiều khó khăn đang chờ đợi, nhưng ít nhất họ vẫn còn tình yêu và sự kiên nhẫn để vượt qua tất cả. Tâm trở về nhà cùng Nam, và mọi thứ dường như trở lại như những ngày trước khi Diệu xuất hiện. Hai người cuốn quýt bên nhau, tình yêu giữa họ không hề phai nhạt thậm chí còn sâu sắc hơn sau so thời gian xa cách ngắn ngủi. Nam cố gắng bù đắp cho tâm bằng sự chăm sóc ân cần, khiến cô cảm thấy được yêu thương và quan tâm. Họ lại cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, những bữa cơm gia đình và những đêm khuya, Nam nhẹ nhàng ôm lấy tâm, thì thầm những lời yêu thương. Nhưng dù Tâm và Nam cuốn quýt như trước, thực tại về sự hiện diện của Diệu vẫn không thể bị lãng quên. Thi thoảng, vì trách nhiệm và áp lực từ mẹ, Nam vẫn sang phòng Diệu anh làm điều này không phải vì tình cảm mà chỉ để mong một ngày nào đó diệu sẽ mang thai sinh cho gia đình một đứa cháu nối dõi sau khi xong việc anh lại trở về bên tâm nơi mà trái tim anh thực sự thuộc về tâm biết chuyện này nhưng cô cố gắng không để cảm xúc tiêu cực lấn át cô tự nhủ với bản thân rằng đây là điều đã chấp nhận từ trước rằng mọi thứ sẽ ổn khi diệu có con còn về phần diệu ban đầu cô tỏ ra ngoan hiền luôn giữ thái độ kính trọng và lễ phép với tâm. Trước mặt mọi người, đặc biệt là bà Hường, Diệu vẫn giữ vẻ dịu dàng mềm mỏng. Cô luôn làm tròn bổn phận của mình trong gia đình, khiến bà Hường ngày càng yêu quý cô hơn. Nhưng dần dần, khi thấy Nam hầu hết vẫn dành thời gian bên tâm, trong lòng Diệu bắt đầu dấy lên sự ghen tị. Cô không thể chịu đựng được khi mỗi đêm Nam chỉ sang phòng cô một lúc rồi lại vội vã trở về với tâm. Diệu cảm thấy mình như chỉ một công cụ để thuê, một người được nam cần vì trách nhiệm, không phải vì tình yêu. Càng ngày, Diệu càng tỏ ra hậm hực sau lưng, cô không thể không công khai phàn nàn, nhưng trong lòng không ngừng so đo, ghen tị với Tâm. Cô cảm thấy bị xem thường, bị bỏ rơi, dù chính cô mới là người được mong đợi sinh con cho nhà họ Vũ. Mỗi khi thấy Nam và Tâm cười nói vui vẻ, Diệu như muốn phát điên lên nhưng vẫn phải kiềm chế giữ vẻ ngoan ngoãn trước mặt mọi người cuộc sống cứ thế trôi qua sự căng thẳng nội tâm của diệu không ngừng gia tăng dù tâm vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh và chấp nhận hoàn cảnh cô cũng không thể không nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của diệu có lần khi nam rời khỏi phòng diệu và quay lại với cô tâm bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của diệu dõi theo chồng mình dù diệu nhanh chóng đổi sang vẻ mặt hiền lành khi thấy tâm nhìn nhưng trong khoảnh khắc ấy, Tâm đã nhận ra sự ghen ghét tiềm ẩn trong lòng Diệu. Gần hai tháng trôi qua, kể từ khi Diệu được gả vào nhà bà Hường, một buổi sáng, Diệu bước vào nhà chính với vẻ mặt rạng rỡ hơn mọi khi. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần bà Hường và cất tiếng. Mẹ, con có tin vui muốn báo với mẹ. Cả nhà dừng lại, ánh mắt đổ dồn về phía Diệu. Bà Hường nhìn Diệu với vẻ lo lắng lẫn hy vọng. Con nói đi, Diệu mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong mắt ánh lên niềm hân hoan. Con đã có thai rồi mẹ ạ. Cả căn nhà dường như lặng đi trong giây lát trước khi bùng lên sự phấn khởi từ bà Hường. Bà vội vã đứng dậy nắm lấy tay Diệu, giọng đầy xúc động. Trời ơi, cuối cùng thì nhà này cũng có người nối dõi rồi. Diệu, con đã làm rất tốt. Cảm ơn con. Cảm ơn ông trời và tổ tiên đã phù hộ. Nam đứng lặng im. Anh chỉ nhếch miệng cười nhẹ. Trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều vì giảm được áp lực. Có con rồi anh vui lắm chứ, nhưng liếc nhìn Tâm, anh không thể để lộ niềm vui đó, anh sợ Tâm buồn. Tâm ngồi ở góc nhà, khẽ cúi đầu, bàn tay run lên khi nghe tin. Cô đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này, nhưng cảm giác đau đớn khi biết rằng mình không thể là người mang đến niềm vui đó cho Nam và gia đình, vẫn xâm chiếm trái tim cô. Từ giờ trở đi, Diệu sẽ được cả nhà chăm sóc và quan tâm nhiều hơn. Còn Tâm, dù biết đây là điều đã sớm xảy ra, nhưng lòng cô vẫn không thể không cảm thấy bị tổn thương. Cô tự hỏi, liệu tình yêu của Nam dành cho cô có đủ mạnh để vượt qua tất cả, hay rồi mọi thứ sẽ dần thay đổi khi đứa con của Diệu ra đời. Kể từ khi biết mình có thai, thái độ của Diệu thay đổi hoàn toàn. Cô ta dường như lột bỏ lớp mặt nạ ngoan hiền, dịu dàng mà cô từng cố tình xây dựng Thay vào đó, Diệu trở về với bản chất thật của mình, ích kỷ, ghen tuông và đầy đố kỵ. Không còn giữ vẻ nhún nhường trước mặt mọi người, Diệu bắt đầu thể hiện rõ sự thù địch và ganh ghét với tâm. Cô biết rằng giờ đây, với đứa con trong bụng, cô có quyền lực hơn bao giờ hết. Bà Hường nghe tin Diệu mang thai thì vui mừng khôn xiết. Mỗi ngày bà quan tâm và cưng chiều Diệu ra mặt. Từ việc ăn uống đến sinh hoạt, bà luôn lo lắng chăm sóc cô ta từng ly từng tí. Tất cả những gì Diệu nói, bà tin tưởng răm rắp, không chút hoài nghi. Diệu biết rõ điều đó và bắt đầu tận dụng quyền lực mới của mình để thao túng bà Hường và khơi khó dễ cho Tâm. Tâm dần nhận ra sự thay đổi của Diệu, nhưng cô không ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ. Mỗi ngày, Diệu đều tìm cách hạ bệ cô trước mặt bà Hường, thể hiện sự ưu thế khi có thai. Tâm luôn muốn cố gắng nhẫn nhịn, nhưng lòng cô không khỏi đau đớn khi thấy gia đình chồng ngày càng xa cách mình hơn. Một buổi sáng, khi cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm, Diệu cố tình đi bên cạnh Tâm rồi bất ngờ té ngã ngay trước mặt bà Hường và Nam. Nam vội vàng chạy đến đỡ Diệu, trong khi bà Hường hốt hoảng bước lại gần, giọng bà run rẩy. Con có sao không? Có đau ở đâu không? Đứa bé có làm sao không? Diệu yếu ớt nắm lấy tay bà Hường thều thào. Mẹ con không sao, nhưng mà chị Tâm đẩy con Con sợ lắm mẹ ạ Bà Hường sững sờ Quay phát sang Tâm Mắt bà ánh lên vẻ giận dữ Có phải con đẩy rượu không Tại sao con lại làm vậy Con biết cô ấy đang mang thai đứa cháu đích tôn của nhà này không Tâm bàng hoàng Cô lắc đầu giọng run rẩy vì bất ngờ Mẹ không phải đâu Con không hề chạm vào rượu Con không có đẩy cô ấy Là cô ấy tự ngã nhưng diệu đã khéo léo bày ra vẻ mặt sợ hãi hai tay ôm bụng như muốn bảo vệ đứa bé trong bụng mình cô ta cúi đầu khẽ khóc nhưng giọng điệu cố tình đầy ẩn ý con biết chị tâm không muốn con sinh đứa bé này nhưng mẹ ơi con thật sự không ngờ chị ấy lại làm vậy bà hường nghe xong không kiềm chế được cơn tức giận bà bước đến chỗ tâm ánh mắt đầy sự tức tối và thất vọng trước khi tâm kịp giải thích thêm bà đã vung tay tắt mạnh vào mặt cô Khiến Tâm ngã lùi lại, mắt hoa lên như thấy những tia sáng nhảy múa. Con, con quá đáng lắm rồi, mẹ đã nhịn con quá đủ, con không sinh được con thì đừng phá hoại đứa con của Diệu, nếu có chuyện gì xảy ra với cháu mẹ, mẹ không tha cho con đâu. Tâm đứng đó, nước mắt tuôn rơi, tay ôm má nơi mà cơn đau đang nhói lên dữ dội. Cô không thể tin được rằng, người mẹ chồng mà cô từng kính trọng, người mà cô đã luôn cố gắng làm tròn bổn phận lại có thể đối xử với cô như thế. Ánh mắt nam đứng lặng phía sau đầy sự bất lực và đau khổ, nhưng anh không kịp phản ứng gì khi mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Diệu đứng sau bà Hường khẽ cúi đầu che giấu nụ cười mãn nguyện. Cô ta biết rằng mình đã thành công trong việc khiến Tâm mất đi sự tin tưởng và ủng hộ của bà Hường Từ giờ trở đi, cô ta sẽ có quyền lực tuyệt đối trong gia đình này, ít nhất là cho đến khi đưa bé ra đời. Còn Tâm, với trái tim tan vỡ, chỉ còn biết nhẫn nhịn, chịu đựng nỗi bất công đang bùa vây lấy mình. Kể từ cái ngày oan ức đó, bà Hường cũng không còn kiêng dè gì tâm nữa. Bà dường như đã có cái cớ để chút hết mọi bực dọc lên con dâu cả, người mà bà luôn cho là vô dụng vì không thể sinh con. Diệu thì ngược lại, được bà cưng chiều hết mức. Bà không ngại ép tâm phục vụ Diệu một cách công khai. Tâm bị buộc phải bưng cơm, rót nước cho Diệu tận giường. Mọi thứ phải sắp sẵn trước mặt Diệu như thể cô ta là bà chủ trong nhà Đôi khi chỉ cần rượu kêu đau hay mỏi chân Bà Hường liền sai tâm nấu nước gừng cho cô ta ngâm chân Rồi còn bắt tâm ngồi xuống bóp chân cho rượu mỗi tối Mỗi lần như thế lòng tâm như thắt lại Nỗi uất ức dâng lên nhưng cô không dám nói ra Bà Hường đã nói rõ ràng Nếu tâm không chấp nhận cô có thể ra khỏi nhà ngay lập tức và dù Tâm đã nhiều lần nghĩ đến việc rời đi để tìm lại sự bình yên cho mình, cô vẫn không thể làm được. Cô quá yêu Nam, tình yêu mà cô và anh đã cùng nhau xây dựng suốt bao năm qua, không dễ gì bỏ lại phía sau. Chính vì vậy, tâm đành cánh răng chịu đựng, chấp nhận làm những việc mà trước đây cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải làm, chỉ để được ở bên cạnh chồng. Diệu càng ngày càng lộ rõ bản chất của mình, cô ta không chỉ vui sướng khi được tâm hầu hạ mà còn tìm cách đẩy tâm vào những tình huống oái âm để hạ nhục cô. Có lần, Diệu kêu đau bụng dữ dội, cả nhà xuống lại lo lắng cho đứa con trong bụng. Bà Hường mặt tái mét, nằm cũng lo lắng không kém. Diệu nằm trên giường, tay ôm bụng, giọng yếu ớt nhưng đầy ác ý. Mẹ, con, con không biết tại sao, nhưng con nghĩ hình như chị Tâm, chị ấy cố tình bỏ cái gì đó vào thức ăn của con. Cả nhà sững sờ, Tâm như không tin vào tai mình, cô đứng chết chân trước lời vu khống trắng trợn đó, tâm hết lên đầy vẻ oan ức. Cô đang nói cái gì vậy? Diệu giả vờ bật khóc giọng thều thào. Chị Tâm, em biết chị không sinh được con. Chị hận em vì em có thai với anh Nam. Nhưng xin chị, đứa bé trong bụng em không có tội tình gì hết. Xin chị hãy để em sinh đứa trẻ này. Sau đó chị muốn làm gì em thì làm. Em đều chịu được hết. Nghe những lời này của Diệu, bà Hường lập tức lao đến chỗ Tâm. Mắt bà ánh lên sự giận dữ Đồ quỷ cái Mày không sinh được con cho nhà này Sao mày lại dám hại cháu tao hả Mày cút nhanh cho khuất mắt tao Tâm quỷ sụp xuống Nước mắt tuôn rơi Cô cố, cố giải thích Cố thanh minh cho mình Mẹ Con không làm gì cả Con thề với mẹ Con không bao giờ làm chuyện đó Con yêu Nam Yêu gia đình này Con không bao giờ hại đứa bé Xin mẹ đừng đuổi con đi mà Nhưng tất cả những lời nói Đều như rơi vào khoảng không Bà Hường không nghe Thậm chí Nam, người cô yêu thương nhất cũng đứng im lặng. Anh nhìn Tâm với ánh mắt thất vọng. Nam bước đến gần Tâm, giọng anh gần nhẹ, không còn vẻ dịu dàng như trước. Tâm à, anh biết, em chịu nhiều áp lực. Nhưng nếu em đố kỵ đến mức làm hại con của anh, thì anh không thể tha thứ. Tâm như bị đâm một nhát vào tim. Lời nói của Nam khiến cô chết lặng. Một người từng yêu thương cô, luôn đứng về phía cô Sở đây không còn muốn tin cô nữa Cảm giác bị phản bội Cô độc trào lên trong lòng tâm Cô nhìn nam nước mắt giàn rủa Nhưng không còn lời nào để nói Dù cô có thanh minh thế nào đi nữa Không ai trong nhà tin cô Kể cả người mà cô đã đặt tất cả niềm tin và tình yêu Từ ngày hôm đó Không khí giữa Nam và Tâm trở nên lạnh lùng hơn Nam không còn gần gũi với Tâm như trước Anh vẫn yêu cô Nhưng sự ngờ vực đã chen vào giữa họ anh không còn ôn tâm mỗi đêm Không còn thì thầm những lời yêu thương như trước Thay vào đó Anh trở nên xa cách, hời hợt Và mỗi khi thấy Nam dành thời gian cho Diệu Nụ cười của anh dành cho Diệu Dù chỉ là trách nhiệm Tâm không thể tìm được nỗi đau đớn tột cùng trong lòng Tâm cảm thấy ngột ngạt Khó thở khi mỗi ngày phải sống trong căn nhà Mà trước đây cô đã từng coi là tổ ấm của mình sự lạnh lùng, hờ hững của Nam càng khiến cô không thể chịu đựng được nữa. Mỗi lần nhìn thấy Diệu được chiều chuộng, còn bản thân bị xem thường, bị đối xử bất công, trái tim cô như bị xé nát. Cô biết tình cảm giữa cô và Nam không còn như trước, dù Nam vẫn nói yêu cô, nhưng khoảng cách ngày càng lớn. Một buổi sáng, Tâm quyết định xin phép mẹ chồng về nhà mẹ đẻ ít hôm. Bà Hưởng nghe xong, dù trong lòng có chút ngạc nhiên nhưng cũng chẳng bận tâm nhiều, bà từ lâu đã thấy Tâm là cái gai trong mắt, muốn cô đi càng xa càng tốt. Vì vậy bà thản nhiên đồng ý Ừ Con muốn về thì cứ về Lúc nào thích thì về Mà không về đây nữa cũng được Nghe câu trả lời của bà Hường Tâm cảm thấy một chút đau lòng Nhưng cô không nói gì thêm Chỉ lặng lẽ thu xếp đồ đạc và rời đi Khi bước qua cánh cổng lớn của nhà Nam Cô như chút bỏ một gánh nặng vô hình Về nhà mẹ đẻ Cô cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn hẳn Không còn phải đối diện với những ánh mắt khinh thường không còn bị ép buộc phục vụ diều. Tâm Như thở dài sau một khoảng thời gian dài ngột ngạt. Những ngày ở nhà mẹ, tâm dần tìm lại được sự bình yên. Cô thường ngồi bên bà Lan, mẹ cô trò chuyện và cùng nhau làm những việc nhà đơn giản. Mỗi khi nghĩ về Nam, lòng cô vẫn đau nhói, nhưng ít nhất cô đã có khoảng thời gian nghỉ ngơi, tránh xa mọi sóng gió. Rồi một buổi sáng, khi tâm cảm thấy trong người có chút khác lạ, Cô quyết định đi khám và bàng hoàng khi nhận được tin mình đã mang thai. Ban đầu cô không tin vào tai mình. Sau bao năm mong ngóng, cuối cùng điều kỳ diệu cũng đã xảy ra. Tâm run rẩy trong niềm hạnh phúc tràn trề, cô lập tức nghĩ đến Nam. Dù tất cả những chuyện đã xảy ra, cô vẫn mong mỏi được chia sẻ niềm vui này với anh. Tâm nhanh chóng thông báo cho Nam và gia đình anh biết tin. Nam nghe tin vợ có thai thì vừa bất ngờ vừa vui mừng. Anh đến nhà mẹ Tâm đón cô về, đôi mắt anh lấp lánh niềm vui khi nghe tin đứa con đầu lòng sắp chào đời. Bà Hường khi nhận được tin cũng cảm thấy vui mừng, nhưng trong lòng bà vẫn còn nghi ngờ và chưa thật sự tin tưởng. Trong mắt bà, Tâm vẫn là kẻ hẹp hòi, từng muốn hại cháu nội của mình. Vì vậy, dù bà vui vì có thêm một đứa cháu, bà vẫn tỏ ra cưng chiều Diệu hơn. Trong mắt bà, Diệu vẫn là người con dâu quý giá, ngoan hiền và xứng đáng được trân trọng hơn. Thời gian trôi qua, khi cái thai trong bụng tâm ngày càng lớn diệu bắt đầu lo sợ dù được cưng chiều hơn nhưng trong lòng cô luôn cảm thấy bất an nếu tâm sinh bé trai còn cô sinh bé gái mọi quyền lực và sự ưu ái mà cô có bây giờ sẽ bị lung lay đứa con của tâm có thể chiếm lấy tất cả những gì cô đang có suy nghĩ này ngày càng ám ảnh diệu khiến cô cảm thấy không an tâm rồi một ngày diệu bắt đầu bày mưu loại bỏ đứa con trong bụng tâm để bảo vệ vị thế của mình ban đầu cô tìm cách bỏ thuốc vào thức ăn của tâm nhưng tất cả đều thất bại rượu ngày càng trở nên mưu mô và quyết tâm hơn hành động của cô ta ngày càng tinh vi tìm mọi cách để tiếp cận tâm trong những lúc cô yếu ớt nhất cô không chỉ muốn đứa con của tâm không thể chào đời mà còn muốn tâm hoàn toàn bị đẩy ra khỏi cuộc đời của nam bị đổ lỗi và gánh chịu mọi hậu quả trong mắt tâm, những ngày tháng thai ngén trôi qua chậm chạp, nhưng cô không hề nhận ra những âm mưu đang dần đẩy cô vào vòng xoáy nguy hiểm do rượu sắp đặt. Mỗi bữa ăn, rượu đều cố tình đưa ra những món ăn mà phụ nữ mang thai không nên ăn, nhưng luôn che đẩy dưới vỏ bọc lo lắng cho tâm. Cô khuyên tâm nên ăn uống nhiều hơn, nghỉ ngơi ít hơn, với lý do giúp cả hai mẹ con khỏe mạnh, nhưng tất cả đều nhằm khiến sức khỏe của tâm suy yếu dần. Một buổi chiều, khi tâm đang ngồi nghỉ ngoài hiên sau bữa cơm, Diệu tiến lại gần, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự đắc ý. Chị Tâm, em nghe nói chị dạo này hay bị đau lưng, mệt mỏi. Hay để em chỉ cho chị một bài thuốc dân gian, uống vào rất tốt cho thai nhi. Tâm ngước lên, thoáng chút ngạc nhiên trước sự quan tâm của Diệu. Em biết sao, cảm ơn em. Nhưng chắc là do thời tiết thôi, chị vẫn ổn. Diệu cười nhẹ, về mặt hiền lành đến khó tin. Chị yên tâm, Em chỉ muốn tốt cho chị thôi, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, phải cùng nhau chăm sóc cho gia đình phải không ạ? Dù Tâm vẫn còn nghi ngờ, nhưng sự mệt mỏi và áp lực trong thời gian mang thai khiến cô dần chấp nhận sự giúp đỡ của Diệu. Diệu mỗi ngày đều mang đến cho Tâm những bát thuốc bổ, nhưng thực chất lại chứa những thành phần không tốt cho thai phụ. Tâm không nhận ra điều này và ngày càng cảm thấy cơ thể mình yếu đi. Mỗi lần cô cảm thấy mệt mỏi hơn Diệu chỉ mỉm cười, thầm nghĩ rằng kế hoạch của mình đang tiến triển thuận lợi. Một buổi tối, khi Tâm đang ngồi bóp chân dưới ánh đèn mờ, Diệu bước vào với vẻ mặt lo lắng, nhưng ẩn sâu trong mắt cô là sự toan tính. "Chị Tâm, sao trông chị có vẻ không khỏe vậy? Có cần em giúp gì không ạ?" À? Diệu hỏi giọng ngọt ngào nhưng trong lòng lại mong Tâm sẽ càng yếu hơn. Tâm khẽ cười mệt mỏi. "Chị không sao, chắc là mấy hôm nay làm nhiều quá thôi." em cứ nghỉ ngơi đi, chị không cần gì đâu. Diệu khẽ nhếch môi. vậy chị nhớ uống bát thuốc em đưa nhá, rất tốt cho cả mẹ lẫn con. Tâm gật đầu, dù trong lòng vẫn có chút nghi ngờ, nhưng cô không ngờ rằng sau khi uống xong bát thuốc của Diệu, đêm đó cô bắt đầu cảm thấy những cơn đau bụng dữ dội. Lúc đầu cô chỉ nghĩ là triệu chứng bình thường trong quá trình mang thai, nhưng cảm giác đau ngày càng mạnh mẽ khiến cô không thể chịu đựng nổi. Giữa đêm khuya. Tâm ôm bụng cố gắng gọi Nam trong cơn đau đớn. Anh Nam, anh Nam ơi! Nam giật mình tỉnh dậy, thấy Tâm đang ôm bụng, mặt cô tái mét, mồ hôi chảy ròng ròng. anh lao đến bên cô, giọng lo lắng. Em sao thế? Em đau ở đâu? Tâm không thể nói nhiều, chỉ kịp thều thào. Em đau bụng quá, đưa em đến bệnh viện. Nam vội vàng đỡ Tâm dậy, rồi nhanh chóng đưa cô đi. Cả nhà bừng tỉnh trong đêm, bà Hường và Diệu vội chạy ra, nhưng ánh mắt của Diệu chỉ thoáng hiện một tia lạnh lùng. Cô ta đã đạt được mục đích của mình và giờ cô chỉ cần chờ đợi kết quả. Tại bệnh viện, bác sĩ thông báo tin xét đánh. Cô ấy có nguy cơ bị xảy thai, cần phải theo dõi ngay lập tức. Nam bàng hoàng, không thể tin vào tay mình, anh nắm chặt tay Tâm, mắt đỏ hoe. Tâm ơi, em cố gắng lên, anh hứa sẽ luôn ở bên em. Tâm chỉ khẽ gật đầu, nước mắt lăn dài trên má, lòng cô vừa đau đớn vừa lo sợ cho đứa con trong bụng. Sau mấy tháng nằm viện vì bị dọa sảy, Tâm và đứa con trong bụng may mắn thoát khỏi cửa tử và trở về nhà. Những ngày dài trong bệnh viện khiến Tâm suy kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng niềm vui khi biết mình và con vẫn an toàn đã giúp cô vững vàng vượt qua. Khi trở về, bà hưởng lo lắng cho Tâm nhưng trong lòng bà vẫn còn chức bực bội, trách móc cô. Con xem, suýt nữa thì mẹ mất cháu nội rồi, phải cẩn thận hơn đấy, không được ăn uống bừa bãi nữa. Tâm chỉ biết im lặng cúi đầu, trong mắt bà, Tâm vẫn luôn là người mắc sai lầm. Những ngày tháng cuối thai kỳ, ngày càng trở nên nặng nề đối với cả Tâm và Diệu. Cả hai cùng mang thai, nhưng sự chăm sóc mà họ nhận được lại hoàn toàn khác biệt. Bà Hường vì phải lo lắng cho cả hai người dần dần trở nên mệt mỏi và căng thẳng. Diệu nhân cơ hội đó xin phép bà Hường cho mẹ đẻ của mình sang ở cùng để tiện chăm sóc. Diệu nhẹ nhàng nói. Mẹ à, con thấy mẹ đã rất vất vả rồi. Hay là để mẹ con sang đây chăm sóc cho con. Như vậy mẹ cũng sẽ đỡ lo nghĩ và có thêm người phụ giúp. Bà Hường nghe vậy thì vui mừng ra mặt. Thật tốt quá. Để mẹ con sang đây giúp đỡ là phải lắm. Một mình mẹ lo cho hai dâu bầu trong nhà vất vả quá rồi. Từ khi mẹ Diệu chuyển đến, không khí trong nhà càng trở nên căng thẳng hơn đối với Tâm. Vì muốn bà thông ra thấy mình quan tâm tới con dâu, bà hưởng tỏ ra cưng chiều diệu hơn. Trong khi đó, Tâm cảm thấy mình ngày càng bị xa lánh, cô phải tự lo cho mình nhiều hơn và thường xuyên phải đối mặt với những ánh mắt ghen tị, đố kỵ từ diệu và mẹ cô ta. Một buổi tối, khi Tâm vô tình đi ngang qua phòng diệu, cô nghe thấy giọng nói thì thầm của diệu đang trò chuyện với mẹ đẻ. Mẹ à! Kế hoạch mẹ bày cho con lần trước suýt nữa thì thành công rồi. Số cô ta và đứa bé quả là phước lớn. Nếu lỡ cô ta sinh ra con trai, mà con lại sinh con gái, thì tất cả những gì chúng ta có bây giờ sẽ mất hết. Tâm đứng ngoài cửa, tim cô đập thình thịch. Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Sự thật mà cô nghi ngờ bấy lâu nay đã được xác nhận rõ ràng qua lời nói của Diệu. Tâm sững sờ, cô nén cảm xúc trong lòng để không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cô lặng lẽ bước đi, cố gắng giữ bình tĩnh trong lòng đầy giận dữ. Kể từ lúc đó, Tâm không bao giờ chạm vào bất kỳ thứ gì mà Diệu và mẹ cô ta đưa cho. Cô bắt đầu cảnh giác hơn với mọi hành động của Diệu. Mỗi lần Diệu hoặc mẹ đẩy cô ta mang đồ ăn thuốc bổ hay bất kỳ thứ gì đến cho cô, Tâm đều từ chối khéo léo. Diệu thường lén nhìn Tâm, cô ta tỏ ra nghi ngờ rằng Tâm đã biết điều gì đó nên đã đề phòng cảnh giác. Tuy nhiên, Cô ta vẫn cố giữ vẻ ngoài hiền lành, không để lộ sự căm hận đang bùng lên trong lòng, còn tâm, sổ lo lắng và sợ hãi, nhưng cô vẫn phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết, vì đứa con trong bụng của mình, Diệu đã từng vu oan cho cô làm hại cô ấy, nếu như cô không đủ đầy bằng chứng tố cáo thì chẳng có ai tin cô, mà ngồi yên thì Diệu sẽ không đời nào để mẹ con cô yên. Tâm để ý rất kỹ lưỡng những gì xung quanh mình, mọi thứ đồ đạc cô cất gọn ngăn nắp và chỉ cần có ai đó động vào, cô đều phát hiện ra được, đồng thời cũng để ý nhất cử nhất động của mẹ con Diệu. Bà Hường có một chiếc vòng ngọc gia truyền, bà xem như báu vật còn quý hơn sinh mạng. Vì thực sự quý, nên bà ra ngoài không dám mang theo bởi sợ cướp giật. Mỗi lúc đi đâu, bà thường để nó trong hộp và cất vào trong tủ. Hàng ngày, bà thường đem nó ra ngắm nghía và lau chùi. Hành động này bị mẹ của Diệu lén lút nhìn trộm, và bà ta nghĩ ra một kế hoạch nhằm hất cảng tâm ra khỏi nhà. Bà ta về thì thầm vào tai con gái kế hoạch của mình và hai mẹ con cười rất đắc chí. Tâm vô tình nhìn thấy hành động đó của hai mẹ con Diệu thì hết sức cảnh giác. Hai mẹ con cô ta mà lên lút thì thầm to nhỏ với nhau nhất định sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp cả. Nhân một ngày bà Hường đi công việc, Diệu đã lén vào phòng bà Hường lấy trộm chiếc phòng và đưa sang phòng Tâm giấu vào một chỗ khuất. Nhưng Diệu không ngờ lúc cô ta chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì Tâm cũng từ ngoài bước vào. Diệu tỏ ra lúng túng. Chị Tâm, em, em tìm chị. Chị đi đâu vậy? Em tìm chị có việc gì vậy? À, em muốn rủ chị cùng đi lên phố mua sắm đồ. Chị có muốn đi không ạ? Diệu thừa biết trong nhà này bà Hường ra quy định lúc nào cũng phải có người ở nhà để trông nom nhà cửa. Bà Hường và Nam đều đi ra ngoài hết. Diệu và mẹ cô ta cũng ra ngoài, thì chắc chắn Tâm phải là người ở nhà trong nhà rồi. Tâm liền lắc đầu. "Thôi, em với mẹ cứ đi đi, chị không đi đâu. Em nhớ đi cẩn thận nhé, bụng to rồi đấy." "Vâng, em biết rồi ạ. Vậy em đi nhé, chiều em về ạ." "Ừ." Biết rằng Diệu chẳng tốt đẹp như vậy, nên Tâm tỏ ra nghi ngờ Diệu vào phòng mình có mục đích. Tâm lướt qua một lượt khắp phòng và cô dừng lại ở tủ quần áo của mình cánh cửa tủ còn chưa đậy kín và điều đó chưa bao giờ xảy ra đối với cô bất giác tâm cảm thấy có gì đó không ổn cô tiến lại gần chiếc tủ mở nó ra quả nhiên quần áo cô sắp đặt phẳng phiu bị sai lệch một chút cô lật hết ra thì phát hiện chiếc vòng ngọc của bà hường nằm ngay trong tủ của mình tâm biết thủ phạm làm ra điều này chính là Diệu chứ không ai khác cô nghĩ ngợi một lúc rồi cười mỉm vì kế hoạch phản công của mình Đợi khi Diệu và mẹ cô ta ra ngoài, Tâm âm thầm để chiếc vòng thật vào tủ đồ của Diệu và ra chợ mua một chiếc vòng giả gần giống chiếc vòng ngọc đó để vào tủ đồ của mình. Xong xuôi, cô về phòng nghỉ ngơi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến chiều bà Hương về nhà, như thường lệ, bà lại đem chiếc vòng ra ngắm nghía thì phát hiện ra nó không cánh mà bay. Bà bàng hoàng sợ hãi mà hét to lên. Trộm! Trộm! Ngay lập tức mọi người trong nhà đều đổ xô hết vào phòng của bà Hường. Thấy tất cả mọi người đều có mặt trong phòng, bà Hường nghiêm mặt tỏ ý nghi ngờ nhìn lướt một lượt vào tất cả mọi người rồi nói. Chiếc vòng ngọc gia truyền đã biến mất. Đây là thứ quý giá nhất của dòng họ. Ai? Ai đã lấy trộm? Không một ai lên tiếng, mọi người đều tỏ ra lúng túng. Ai cũng biết nếu động vào chiếc vòng mà không có sự cho phép của bà Hường thì hậu quả khôn lường, kể cả nam con trai bà bà lườm qua một lượt rồi nói nhà này lúc nào cũng có người ở nhà không thể có chuyện trộm đột nhập vào nhà lấy trộm đồ được diệu nhanh nhẹn bước lên khuôn mặt giả vờ lo lắng cô ta lên tiếng mẹ hôm nay sau khi mẹ rời khỏi nhà con cũng đi ra ngoài với mẹ con chỉ còn chị tâm ở lại trong nhà ạ bà hường liếc mắt nhìn tâm ánh mắt nghi ngờ rõ rệt tâm con có lấy không tâm bình tĩnh trả lời mẹ con không lấy mẹ biết con sống ở đây mấy năm nay rồi mà con không có tính đó Diệu giả vờ như là muốn bênh vực tâm nhưng giọng nói lại muốn hướng đến người vợ cả này là thủ phạm con cũng không nghĩ chị tâm là thủ phạm làm chuyện này đâu nhưng trong nhà hôm nay chỉ có mình chị vậy thì ai là người đã lấy bà hường tức giận hết lớn lục xoát phòng con tâm cho tôi dù là một con kiến cũng không được bỏ qua Diệu đắc Chí đi thẳng vào phòng tâm Cô ta biết đích thị chiếc vòng nằm ở đâu Nên đi thẳng một mạch đến tủ đồ Và lật tung mọi thứ ra ngoài Rồi giả vờ hết lên Đây rồi mẹ Chiếc vòng ở trong này này Bà Hường tiến sát lại gần chỗ của Diệu đang đứng Nhìn chằm chằm vào cái bọc vải Đang gói chiếc vòng Bà nhìn tâm Cô có còn gì để chối cãi không hả Tâm tỏ ra oan ức Cô nói Mẹ mẹ xem đó có phải là vòng của mẹ không bà hường nghe tâm nói vậy thì giật mình lật chiếc khăn đang gói trước vòng ra thì biết rằng không phải đây là chiếc vòng giả chiếc của bà sáng lấp lánh trong suốt hơn lau chùi ngắm nghiêng mỗi ngày nên chỉ nhìn thôi bà cũng biết không phải là chiếc của bà bà hường hét lên đây không phải là vòng ngọc của mẹ đây là hàng giả diệu tỏ ra tức giận không thể có chuyện đó được Rõ ràng đó là chiếc vòng thật mà Tâm cười mỉa mai hỏi thẳng mặt diệu Sao em có thể khẳng định nó là hàng thật Cả phòng im lặng Diệu tái mặt Không ngờ rằng chiếc vòng lại bị thay thế Tâm nở một nụ cười lạnh lùng với diệu Sao em lại biết vị trí chiếc vòng đặt trong phòng chị Hay chính em là người đã đặt nó vào Diệu không thể nói gì Mặt cô trắng bệch Mọi người bắt đầu quay sang nhìn Diệu Với ánh mắt nghi ngờ Bà Hường gắt lên Chiếc vòng này là chiếc vòng giả Thì chiếc vòng thật đang ở đâu Tất cả mọi người đều im lặng Bà Hường gọi Nam Con sang phòng con rượu lục soát cho mẹ Nam lập tức rời đi Sau một hồi lục soát Anh phát hiện chiếc vòng thật nằm sâu trong tủ đồ của rượu Anh gọi lớn Mẹ ơi đây rồi Mọi người đều đổ dồn sang phòng của Diệu Sự thật rành rành Chiếc vòng nằm sâu trong ngăn tủ của rượu Cô ta bàng hoàng không thốt nên lời Bà Hường nhìn chiếc vòng lập tức nhận ra đó chính là báu vật của mình. Bà quay sang Diệu, ánh mắt đầy thất vọng và phẫn nộ. Diệu, con giải thích chuyện này như thế nào? Sao chiếc vòng lại nằm ở trong phòng con? Diệu vẫn già mồm, cô chỉ thẳng mặt tâm. Là chị ta, chị ta cố ý gài bẫy con. Con không biết tại sao nó lại nằm ở trong tủ đồ của con. Con vô tội. Nhưng thái độ của Diệu lúc nãy đã khiến bà Hường và Nam không có lòng tin vào cô ta nữa. Bà hất tay. Thôi con đừng bao biệt nữa Tâm đã ở với mẹ 4 năm nay Nó thừa biết nếu động vào chiếc vòng ngọc Thì hậu quả sẽ bị trừng trị theo gia pháp Đánh 50 gậy Chỉ có con là không biết điều này Nể tình con đang mang thai Mẹ không thực hiện gia pháp Nhưng sẽ cấm túc con trong phòng Không được đi đâu hết Diệu không thể nói gì Nước mắt lăn dài Khuôn mặt cô ta lộ rõ sự hối hận Cô ta quỷ sụp dưới chân bà Hường mà van nài Mẹ, con, con không cố ý Con chỉ là lỡ dại Mẹ tha lỗi cho con Bà Hường tức giận quá lớn Mẹ đã rất thất vọng vì đã quá tin tưởng và yêu thương con Con đã làm một việc không thể nào tha thứ được Lúc này mẹ đẩy của Diệu Biết rằng âm mưu của họ đã bị bại lộ Không kiềm chế được cơn tức giận Bà ta lao tới định đẩy tâm ngã Để gây ra hậu quả cho đứa bé trong bụng cô Nhưng Nam đứng gần đó Kịp thời phản ứng nhanh đỡ lấy tâm và cứu mẹ con cô khỏi cú ngã nguy hiểm. Cỏ phòng choáng váng trước hành động của mẹ Diệu, bà Hường hét lên. Cút ngay khỏi nhà tôi! Lập tức mẹ đẻ của Diệu bị tống cổ ra khỏi nhà. Đồ đạc của bà ta bị vứt ra tung tóe ngoài đường. Hàng xóm xung quanh đều đổ ra đường xì xào, chỉ trỏ vào mặt bà ta, khiến bà ta nhục nhã ê chề, không dám ngẩng mặt lên. Bà ta vội vàng thu vén tất cả mọi thứ, rồi cúi gằm mặt xuống mà rời đi. Còn Diệu, cô ta đang mang thai cháu nội bà Hường, nên bà không đuổi đi, mà giữ lại nhưng cấm không được ra ngoài nửa bước. Cô ta tức tối la hết và chửi bới, rồi lỡ mồm nói ra chuyện đã từng gây hại cho tâm, khiến cô ấy suýt nữa xảy thai. Bà Hường biết được rất căm tức và quyết định chờ cho cô ta sinh con ra, sẽ tống cổ khỏi nhà này. Biết được tâm bị oan, bà Hường hết lời xin lỗi và cầu mong cô bỏ qua cho những nông cạn của bà. Tâm lúc đó chỉ biết nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu đồng ý. Những ngày sau khi âm mưu bị vạch trần, Diệu Như hóa điên, không thể chấp nhận được sự thất bại và nhục nhã mà cô ta phải chịu đựng. Cô ta không ngừng chửi bới, đả kích tâm, dùng những lời lẽ cay độc để chút cơn giận dữ, khiến bầu không khí trong gia đình trở nên vô cùng ngột ngạt. Ngay cả Nam và bà Hường cũng không thể chịu nổi sự ồn ào và thái độ quá khích của Diệu. Tâm dù đã trải qua nhiều đau khổ, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không đáp trả, nhưng ánh mắt cô luôn lộ rõ sự mệt mỏi bà hường nhận ra không khí gia đình đang bị đảo lộn vì rượu cuối cùng đã đưa ra quyết định bà chọn đưa rượu sang một ngôi nhà khác một ngôi nhà nhỏ lâu ngày không ai ở thuộc sở hữu của gia đình bà đây là nơi bà hường hy vọng rượu sẽ bình tĩnh lại giúp nhà cửa yên ổn hơn rượu bị đưa đến ngôi nhà lạnh lẽo đó không ai đến thăm viếng ngoài người giúp việc mang đồ ăn mỗi ngày trong căn nhà u ám rượu chẳng còn ai để chửi bới chẳng còn ai để đổ lỗi Cô ta chỉ biết ngồi một mình trong bóng tối, cảm thấy cô độc và tội lỗi dần gặm nhấm trái tim. Những hành động của cô ta giờ đây đã trở thành gánh nặng khiến Diệu nhận ra rằng tất cả những gì cô ta đã làm đều dẫn đến hậu quả mà cô ta không bao giờ ngờ tới. Không có ai bên cạnh, cô chỉ có thể đối diện với sự xấu hổ và ăn năn. Ngày qua ngày, Diệu dần chìm vào sự say dứt vô tận về những sai lầm mà cô đã gây ra. Vài tháng sau, diệu hạ sinh một đứa con trai kháu khỉnh đứa bé đến như một tia sáng trong cuộc đời u ám của diệu dù ở một mình trong căn nhà lạnh lẽo việc sinh con đã mang lại cho cô một chút hy vọng mới đứa bé là kết quả của tình yêu và mưu đồ của diệu nhưng giờ đây trong vòng tay mẹ nó trở thành niềm an ủi duy nhất mà cô có tuy nhiên dù cô có đứa con trai nhưng không có gia đình bên cạnh không được yêu thương và chăm sóc như tâm điều này càng khiến diệu nhận ra rằng cô đã đánh mất những thứ quan trọng trong cuộc đời vì sự ghen tuông và toan tính của mình. Tâm mặc dù rất ghét diệu, nhưng khi biết tin cô ta đã hạ sinh, lòng cô lại dấy lên một sự cảm thông. Là phụ nữ, lại là người mẹ, tâm hiểu rõ nỗi đau và sự bất an khi làm mẹ trong hoàn cảnh cô đơn. Dù diệu đã hãm hại mình, nhưng tâm không thể không thương cảm cho thân phận người đàn bà đã xa ngã vì những toan tính sai lầm. Một ngày, Tâm nói chuyện với bà Hường Giọng đầy thuyết phục Mẹ, dù gì Diệu cũng đã sinh con Là đứa cháu nội của mẹ Dù cô ấy đã phạm sai lầm Nhưng giờ là lúc cô ấy cần được tha thứ Mẹ hãy đưa hai mẹ con Diệu trở về đây Cho tiện chăm sóc cẩn thận hơn Dẫu sao đứa bé vô tội Và cũng cần được nuôi nấng trong sự yêu thương Bà Hường im lặng suy nghĩ Bà biết rõ những gì Diệu đã gây ra Nhưng khi nhìn vào ánh mắt bao dung của Tâm Bà hiểu rằng sự tha thứ đôi khi là điều cần thiết đứa bé cần có gia đình và không nên lớn lên trong sự ghẻ lạnh cuối cùng bà hường đồng ý bà đón diệu và đứa con trở về nhà dù lòng còn chưa quên hết những gì đã xảy ra diệu trở về với niềm cảm kích không dám nhìn thẳng vào tâm nhưng trong lòng cô tràn ngập sự biết ơn không lâu sau đó tâm cũng hạ sinh một bé trai giống nam y đúc ngày tâm sinh con cả gia đình tràn ngập niềm vui Đứa bé trai của Tâm không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng cô và Nam, mà còn là niềm tự hào của bà Hường. Cả nhà chăm sóc cẩn thận cho đứa bé, và ngay cả Diệu, dù lòng vẫn còn đau đớn vì những gì mình đã trải qua, cũng không thể phủ nhận sự ấm áp và yêu thương mà đứa bé mang lại. Tâm vẫn giữ sự bao dung và thấu hiểu. Cô không chỉ chăm sóc cho con mình, mà còn chăm lo cho đứa con trai của Diệu, không phân biệt gì. Tâm hiểu rằng Tình yêu thương là điều cần thiết để xây dựng một gia đình vững mạnh và đứa trẻ nào cũng cần được yêu thương. Nhìn thấy Tâm chăm sóc đứa con trai của mình, Diệu cảm thấy nỗi hối lỗi ngày càng dâng trào trong lòng. Không ai khác ngoài Tâm, người mà Diệu đã từng hại, lại là người cầu xin sự tha thứ cho cô, là người giúp cô và con mình trở về với gia đình. Diệu biết rằng tội lỗi của mình quá lớn và dù có sống trong căn nhà này cô cũng không thể hoàn toàn cảm thấy thanh thản. Nhìn thấy Tâm từng là kẻ thù trong mắt mình, sở lại chăm sóc cho con trai cô, khiến lòng diệu tràn ngập sự an năn và hối lỗi. Cô nhận ra rằng tình yêu và lòng bao dung của Tâm đã làm tan biến những nỗi hận thù mà cô từng chất chứa. Những biến cố đau thương đã qua, cả gia đình Tâm và Nam cuối cùng tìm lại được sự bình yên. Dù Diệu đã gây ra nhiều tổn thương, nhưng nhờ vào lòng bao dung của Tâm Mọi thứ dần dần được hàn gắn. Cả hai người phụ nữ, dù từng đối đầu, giờ đây đều biết rằng tình yêu thương mới là thứ giữ gìn hạnh phúc thực sự. Nam sau tất cả càng thêm yêu thương và trân trọng tâm. Cuối cùng, gia đình họ sống hạnh phúc bên nhau, học cách tha thứ, yêu thương và cùng nhau vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời. Cảm ơn các bạn đã nghe hết câu chuyện trên kênh của chúng tôi. Nếu cảm thấy câu chuyện hay ý nghĩa thì hãy ấn like và để lại bình luận phía dưới nhé. Đừng quên ấn subscribe để không bỏ lỡ những câu chuyện mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Tôi sinh ra trong một ngôi làng nhỏ dưới chân núi Ngôi làng tôi ở rất nghèo Người dân chỗ tôi Đàn ông thì lên núi tìm mật ong Thu hái đặc sản của rừng Rồi đem về dưới đồng bằng để bán Còn đàn bà Thì cắm mặt vào mấy xào ruộng Hết vụ lúa lại tới vụ ngô rảnh rỗi thì nuôi con trâu Con bò, đàn gà, đàn vịt lũ trẻ chúng tôi Đứa được đi học, đứa nhà nghèo quá Thì học hết lớp 3 là nghỉ Buổi đi học, buổi lên núi nhặt cùi Về nghèo nên chẳng mấy ai được học đến nơi đến chốn. Mấy thanh niên đến tuổi lao động thì chỉ mong trông ngóng, gom được ít tiền rồi lên thành phố làm công nhân. Còn không thì lại theo cái nghề lên rừng tìm mật ong như cha chú mình thôi. Cuộc sống làng nhỏ ngày càng heo hắt. Trong làng thường thường chỉ có trẻ con và người già quanh quẩn trong sân. Vài con chó chạy lanh quanh ngoài đường. Tôi cũng như bao đứa trẻ khác sinh ra ở cái làng này Học hết lớp 5 thì nhà nghèo quá Nên tôi xin nghỉ Ngày qua ngày Phụ mẹ hết làm đất trồng lúa Lại lên rừng nhạt cùi Ngày mưa thì đất đất cá ở bìa suối Năm tháng dần trôi qua tôi cũng lớn lên Cuộc sống cơ cực nơi làng quê nghèo Khiến tôi rất khỏe mạnh Làn da bánh mật Cùng mái tóc dài màu nâu do cháy nắng Hàm răng trắng tinh Đều răm ráp Khi cười lên lại có cái núm đồng tiền rất duyên Mẹ tôi thường chải tóc cho tôi mỗi tối, bà thủ thỉ: "Kể mà đẻ được con trai thì bố mày ưng cái bụng hơn, nhưng con gái như mày lại hơn đứt khối thằng con trai ở cái làng này đấy. Vừa ngoan lại chăm chỉ, mày cứ như con ông ấy con à. Sao mẹ không đẻ thêm em trai đi à?" Mẹ tôi thở dài nhìn ra sân, rồi nhìn ba đứa em gái còn đang say ngủ trong màn, giọng của bà buồn buồn: Sức đầu mà nuôi nổi hà con Cha mày thì mất sớm Ông mà không chết thì Có khi còn đẻ nữa thật đấy Cha tôi chết Khi ông đi lấy mật Ông bị ngã từ trên cây cổ thụ xuống Gãy cổ mà chết Đàn ông ở làng tôi đi rừng Không chết vì ngã cây Thì chết vì rắn cắn Người ta bảo rừng thiêng nước độc Cho nên đã vào rừng kiếm ăn từ rừng Thì phải nắm chắc mười mươi Là sẽ nằm lại ở đất rừng đấy Cha tôi chết, để lại mẹ tôi với bốn đứa con thơ. Tôi nói với mẹ, "Hay mẹ cho con lên thành phố, con đi làm gửi tiền về để mẹ nuôi em." "Mày còn bé quá, ai cho làm mà làm." "Vậy khi nào con lớn, con lên thành phố kiếm tiền mẹ nhé." Mẹ tôi gật đầu rồi vuốt tóc tôi. Năm ấy tôi 14 tuổi. Đến năm tôi 17 tuổi thì tôi xin phép được mẹ lên thành phố làm việc bà dù thương con nhưng nhìn đàn con nheo nhóc đói ăn từng bữa bà đành gạt nước mắt để tôi đi ngày tôi đi mẹ vay mượn khắp nơi được vẻn vẹn một chiều bà rúi vào tay tôi mắt bà đỏ hoe vuốt mái tóc cháy nắng của tôi rồi dặn dò lên trên đấy đến nơi nhớ gọi cho mẹ con nhé làm việc cũng vừa vừa sức thôi mẹ với các em ở nhà vẫn có đủ gạo ăn cho nên con đừng lo tôi xốc cái ba lô đi rừng sờn rách của bố lên lưng lại thêm bịch cơm nắm muối vừng mà sáng nay mẹ đã làm cho rồi lên đường xe chạy nửa ngày băng qua những con đường quanh co rồi cuối cùng cũng đến nơi đặt chân xuống thành phố tôi ngờ ngác những ngôi nhà cao chọc trời cây nắng gay gắt của mặt trời chiếu thẳng xuống mặt đường nhựa khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu ngoài đường xe cộ chen chúc nhau đi lại tiếng còi xe in tai nhức óc. Tôi vác ba lô trên vai đi lang thang trên đường, không quen biết ai, lại chẳng có người thân thích. Tôi hoàn toàn không biết phải đi đâu về đâu. Trời tối vừa đói vừa mệt, tôi ngồi trên ghế đá ở một công viên, mở bịch cơm nắm ra ăn. Vừa ăn vừa suy nghĩ xem làm thế nào để xin được việc làm. Mấy anh chị làng tôi mỗi lần về Tết lại kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện ở thành phố. Thế nhưng, chẳng thấy ai kể phải làm việc như thế nào và tìm việc ra sao họ chỉ kể những xa hoa lộng lẫy với những con phố lấp lánh ánh đèn những bữa ăn đắt đỏ với những món ăn lạ tai mà tôi chưa từng bao giờ nghe mệt dã rời tôi kê ba lô lên đầu rồi ngủ thiếp đi lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao tôi dậy thì tá hỏa phát hiện cái ba lô đã không cánh mà bay cả số tiền một triệu mẹ cho tôi dằn túi cũng biến mất Tôi ỏa lên khóc nức nở. Tôi lục hết túi này đến túi kia. Thì may thay, còn chiếc điện thoại cũ của tôi vẫn chưa bị lấy mất. Tôi muốn gọi về cho mẹ, nhưng lại sợ mẹ lo lắng nên lại thôi. Tôi cứ lang thang hết chỗ này đến chỗ nọ cho đến tận trưa. Bụng của tôi đói meo, kêu ọt ọt, chân tay chẳng còn chút sức lực nào nữa. Đang ngồi nghỉ mệt dưới một gốc cây ở đầu phố, thì tôi nghe có tiếng gọi thất thanh. Cướp! cướp, ai đó giúp tôi với. Tôi nhìn theo tiếng thét thì thấy một người phụ nữ đang ngã sóng xoài trên đất. Tay chỉ một người đàn ông đang ôm chiếc túi sách bỏ chạy. Tôi vùng dậy chạy đuổi theo. Vì đã quen trèo đèo lội suối nên tôi rất khỏe lại dai sức. Tôi đuổi theo người đàn ông một quãng xa đến khi hắn ta không chạy nổi nữa thì quay lại định đánh tôi. Nhìn tôi tuy nhỏ con nhưng rất khỏe căn bản là hắn ta không đủ sức để đánh được tôi tôi chỉ đạp một cái hắn ta đã ngã lăn ra đất biết không làm được gì tôi cho nên hắn ta ném cái túi lại rồi chạy mất tôi xách cái túi lững thững đi lại chỗ người phụ nữ khi nãy bụng vẫn kêu ọt ọt vì đói mắt của tôi lúc này đã hoa lên vì nắng và vì đói người phụ nữ thấy tôi trả lại túi thì mừng rỡ cảm ơn cô ta kiểm tra bên trong không mất mát gì thì nhìn qua tôi thấy tôi đang nhăn nhó ôm bụng vì đói người phụ nữ liền chủ động mời tôi đi ăn tất nhiên là tôi đồng ý rồi chúng tôi vào một quán ăn ven đường đồ ăn thơm phức được bày ra tôi hòa mát vì lần đầu tiên được nhìn thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn như vậy lúc này tôi lý nhí dạ không cần phải nhiều món như vậy đâu ạ à. chỉ cần bát cơm với con cá khô là được thôi cá khô là sao Em cứ ăn đi, chỗ này rẻ lắm, không phải lo. Tôi đói hoa mát nên cũng không từ chối nữa. Tôi ăn ngấu nghiến. Người phụ nữ chỉ im lặng quan sát tôi, đến khi tôi ăn xong mới hỏi. Em đến từ đâu? Dạ, em mới từ quê lên hôm qua, mà bị người ta trộm hết đồ rồi. Đúng là xui ghê. Thế em có việc làm chưa? Em chưa chị ạ. À? Chị biết chỗ nào cần người làm thì bảo với em với. Việc gì em cũng làm được Người phụ nữ nhìn tôi hồi lâu Đôi lông mày cao lại Chị ta hỏi tiếp Em muốn có nhiều tiền không? Nhiều tiền ai chả muốn à? Ngồi thêm một lúc Chị ta lại bảo tôi Em có muốn làm giúp việc nhà chị không? Tôi tròn xoe mát gật đầu lia lìa Tối hôm đó tôi được chị ta trở về nhà Trên một chiếc xe sang trọng Căn nhà tôi sẽ làm việc là một ngôi nhà ba tầng rất đẹp tôi choáng ngợp với đồ đạc và sự rộng rãi của nó tôi được xếp vào ngủ trong một căn phòng gần bếp căn phòng tôi được ở còn rộng hơn cả căn nhà của tôi ở quê có giường có tủ riêng người phụ nữ đưa tôi vào phòng xong thì giới thiệu sơ qua về căn nhà rồi nói chị là lan chủ của căn nhà này cũng là chủ của em căn nhà này có một cô giúp việc nữa tên là năm nhưng mà buổi tối cô ấy không ở lại đây, sáng cô ấy mới tới. Bây giờ em tắm rửa ngủ nghỉ đi, ngày mai cô năm tới thì sẽ chỉ cho em làm việc. Nói rồi, chị Lan đưa cho tôi bộ quần áo, nói là đồ cũ của chị, nói tôi cứ mặc tạm. Tôi tắm rửa xong thì lên giường gọi về cho mẹ. Tôi nghe giọng mẹ có vẻ buồn buồn, nhưng hỏi mãi mẹ không nói, chỉ bảo là vì nhớ tôi. Tôi bảo mẹ yên tâm tôi có việc làm rồi tắt máy xong tôi ngủ thiếp đi hôm sau cô năm đến cô chỉ cho tôi làm việc nhà mấy việc này tôi làm lóng ngóng lắm so với chặt củi gánh nước thì làm giúp việc nhẹ nhàng hơn nhiều nhưng phải khéo léo và cẩn thận hơn tối hôm đó mẹ lại gọi cho tôi giọng mẹ không giấu được xúc động mờ à em con nó em con làm sao hả mẹ nó bị viêm phổi mẹ cho nó đi chạm xá mấy hôm nay nhưng mà người ta bảo ở chỗ mình không có thuốc men gì phải đem lên huyện cơ con à sao mấy hôm nay mẹ không nói với con còn mới trần ướt trần giáo lên thành phố mẹ nói con lại lo lắng thêm tôi chỉ biết thở dài để con hỏi chị chủ xem có được nhận lương trước không chị ấy tốt bụng lắm chắc là được thôi mẹ ạ Mẹ yên tâm nhé. Nói rồi tôi rụt rè qua gõ cửa phòng chị Lan. Vào đi, cửa không khóa. Tôi rụt rè đi vào. Tôi thấy chị Lan đặt tờ tạp chí xuống ra hiệu cho tôi nói. Tôi lý hí. Chị Lan, chị có thể cho em lấy lương tháng này trước được không ạ? À? Chị nhìn tôi ngạc nhiên. Có chuyện gì sao? Tôi trình bày chuyện của tôi cho chị nghe. Nghe xong chị bật cười. Lương tháng này của em chỉ có 4 triệu, sao mà đủ cho em của em đi chữa bệnh đây. Tôi lúng túng chẳng biết nói gì. Chị Lan bước lại, ấn tôi ngồi xuống ghế. Chị có việc giúp em kiếm được nhiều tiền hơn, em có muốn thử không? Việc gì hả chị? Không giấu gì em, chị là người môi giới đẻ thuê. Chị thấy em rất phù hợp với tiêu chí của một khách hàng đã để ra cho chị. Tiền công của em là 300 triệu. Thế em thấy sao? Để, để thuê là, là sao hả chị? Tài của tôi lùng bùng Lan giải thích cho tôi Chỉ cần tôi ngủ với khách Đến khi nào có bầu Tôi sẽ sinh con Sau khi sinh con Tiền sẽ đưa cho tôi Còn họ sẽ giữ Đường ai nấy đi Không ai liên quan tới nhau nữa Con của tôi Họ sẽ nuôi dưỡng thật tốt Tất nhiên là tốt hơn rất nhiều so với tôi Thấy tôi không nói gì Chị Lan lại nói tiếp bà trăm triệu là số tiền rất lớn có thể giúp em đổi đời đấy hãy suy nghĩ cho kỹ đi tôi đi về phòng cả đêm không ngủ nổi nhớ đến mẹ già và bảy em nhau nhóc ở nhà mà tim tôi đau thắt lại còn em tôi không biết sống chết như thế nào nữa bà Chàm triệu có thể giúp em tôi chữa bệnh tôi có thể xây cho mẹ và các em một căn nhà kiên cố hơn chẳng sợ mưa to hay là lạnh giá nữa suy nghĩ hồi lâu tôi chợt lưỡi Đẻ thì đẻ, sợ gì Đằng nào đẻ ra Con mình nó cũng được chăm sóc Và sống sung sướng Người ta có 300 triệu thuê mình đẻ Chả lẽ lại để nó sống khổ sao Đắn đo cả buổi Cuối cùng tôi đồng ý đẻ thuê Chị Lan vui lắm Bảo tôi không cần làm gì hết Ngày mai dẫn tôi đi gặp khách hàng Chị cho tôi ứng trước 20 triệu Để gửi về cho mẹ tôi Đưa em tôi vào viện trước Tôi cảm ơn dối rít Sáng hôm sau tôi được dẫn tới một căn nhà rất lớn. Nó phải lớn gấp mấy lần căn nhà ba tầng của chị Lan ấy. Căn nhà được bày biện rất tối giản nhưng vô cùng sang trọng. Trên chiếc ghế lớn bằng da ở phòng khách là một người phụ nữ trẻ ngồi đó. Cô ấy mặc chiếc váy hai dây bằng lụa màu hồng, trông rất đắt tiền. Cổ đeo những vòng lấp lánh. Chị Lan thấy cô gái thì cúi đầu chào. Cô gái liếc mắt nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi. Sạch sẽ chứ, chị lan mỉm cười em yên tâm đi chị làm việc luôn đặt chữ tín lên hàng đầu cô gái trẻ gật đầu rồi nói với tôi từ hôm nay cô sẽ ở đây cô tên gì dạ tên mơ tôi là ngọc trâm gọi tôi là cô trâm sau đó chị lan và trâm bàn về tiền công và các điều khoản gì đó rồi chị lan về tôi ngồi bơ vơ lạc lõng trong căn nhà rộng lớn đang lo lắng không thôi thì chị cất giọng "Tiền công của cô khi xong việc là 300 triệu. Cô được ngủ với chồng tôi khi tôi có lệnh. Ngoài ngủ ra, tôi cấm cô có bất kỳ giao tiếp gì với anh ấy. Xong việc là về phòng ngay, hiểu chứ? Làm tốt tôi sẽ thưởng thêm. Giờ thì thay quần áo rồi chuẩn bị cho tối nay đi." Tôi gật đầu rồi được một cô giúp việc dẫn vào một căn phòng nhỏ ở trên lầu 2. Cô giúp việc đưa cho tôi một chiếc váy màu xanh nhạt, hở trước sau, rồi dục tôi đi tắm thay đồ. Tôi thay đồ xong ngại ngùng, quấn chặt chăn kín, rồi nằm trên giường. Chiếc váy quá hở làm tôi vô cùng xấu hổ. Trời tối dần, một chiếc xe ô tô màu đen đỗ ở dưới sân. Bước ra là một người đàn ông cao giáo. Người đàn ông bước vào nhà một lúc, thì có tiếng cãi cọ dưới lầu. Tôi ghé tài nghe ngóng, Em phải làm đến mức này sao hả Trâm? Nếu như không như vậy, anh nghĩ xem còn cách gì hơn. Em cũng mệt mỏi lắm chứ. Em đúng là bị điên thật rồi đấy. Không phải vì em quá yêu anh sao? Nếu không có con, thì làm sao chúng ta đến được với nhau? Tại sao lại không? Chúng ta sẽ từ bỏ tất cả để đến nơi khác sống. Anh nghĩ bố của anh sẽ để yên cho mình à? rồi chúng ta lấy gì để sống đây em đang yêu anh hay đang yêu tiền của nhà anh vậy tôi nghe tiếng cãi cọ của trâm và người đàn ông tiếng đồ đạc đổ bể ở trong phòng loàng xoảng một lúc lâu sau tiếng cãi cọ im bặt chỉ còn tiếng khóc nức nở của trâm tiếng người đàn ông mệt mỏi thôi được rồi nếu em muốn anh sẽ làm theo ý em nói rồi tôi nghe tiếng bước chân đang tiến về phòng tôi Tôi sợ hãi nhảy lên giường, cuộn chăn ngồi ở một góc. Cửa phòng mở, một người đàn ông bước vào. Anh ta cao lớn, bước chân lảo đảo, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, làn da trắng muốt như bông bưởi. Lần đầu tiên tôi thấy một người con trai đẹp đến vậy. Đẹp đến mức tôi cứ ngỡ anh ta là thiên sứ như trong câu chuyện kinh thánh mà mẹ tôi hay kể ấy. Anh ta bước vào nhìn quanh phòng một lượt, rồi ánh mắt rơi xuống người tôi đang run rẩy ngồi ở góc phòng. Anh ta khẽ nhếch mép cười, nụ cười đó làm tôi sợ đến cứng đờ. Anh ta cởi chiếc áo vest tùy tiện ném xuống sàn, sau đó đi đến bàn với tay lấy chai rượu màu đỏ, mở nắp rồi kề miệng uống từng ngụm lớn. Rượu chảy xuống cổ rồi hoen đỏ chiếc áo sơ mi trắng đang mặc. Mùi rượu vừa thơm vừa ngọt lan tỏa khắp phòng. Anh ta đến gần ngồi ở trên giường rồi nằm xuống, Hai mắt nhắm nghiền Miệng cất tiếng hỏi Cô đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi Tôi run lên Giọng ấp úng Lần lần đầu à Mẹ kiếp Toàn một lũ dối trá Nói rồi anh ta vùng dậy kéo tóc tôi đến gần Mặt anh ta kề sát mặt tôi Tôi có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc Theo từng hiệp thở của anh ta Rồi cô phải hối hận vì làm cái nghề này Nhìn mặt mày cũng ngây thơ đấy nhưng toàn là một lũ quỷ Nói rồi anh ta gỡ chăn khỏi người tôi Tôi lúng túng lấy tay che ngược Thấy chiếc váy hở hang mỏng tanh của tôi Anh ta cười sảng sạc Mẹ nó lại là một con điếm Nhìn anh ta rất đáng sợ Mắt vằn lên những tia máu Tôi sợ hãi co rúm người lại Thấy thế anh ta dường như lại càng phấn khích hơn Lấy tay xé tan chiếc váy trên người tôi Miệng làm nhàm để tôi xem cô giả vờ đến lúc nào Nói rồi anh ta vô lấy tôi Tôi đau đớn hét lên Theo từng nhịp thở của anh ta Tôi lại gào lên đau đớn Tôi cảm giác như người tôi đang bị xé ra từng mảnh Anh ta hung tợn đè lên người tôi Tôi cảm giác như muốn chết đi sống lại trăm lần Thần giới của tôi như bị xé toang Tôi cảm nhận được máu nóng chảy ra Tôi không kìm lòng được mà khóc nấc lên Sao mà tôi lại cảm thấy nhục nhã thế này Thấy tôi khóc Anh ta khựng lại buông tôi ra Miệng vẫn trời Mẹ nó Diễn đến mức này Thật mất hứng Tôi cuộn người lại mà khóc Anh ta đứng dậy định chửi gì đó Thì ngạc nhiên Nhìn thấy vệt máu đỏ thẫm Ở ga giường trắng tinh Anh ta thoáng một chút bối rối Đứng lặng nhìn tôi không nói gì Anh ta cứ đứng vậy cho đến khi tôi ngừng khóc chỉ còn lại những tiếng nấc nhỏ khổ khốc Tôi gượng dậy đau đớn Cuộn mình trong chiếc chăn Đưa đôi mắt sợ hãi nhìn anh ta Như nhìn một con ác quỷ Anh ta quay người mặc quần áo Rồi chấp một điếu thuốc Cất giọng khàn khàn Cô vẫn còn chênh ơ Hóa ra cô không lừa tôi Thật là nực cười Sao cô lại làm cái việc này Tôi nghẹn ngào Em gái tôi bị ốm Vậy à Nói rồi anh ta im lặng, giết từng hơi thuốc lá. Khói vẫn vít mãi không tan. Tôi ngửi thấy mùi thuốc thì ho khổ khổ. Anh ta giật mình, vội dập điếu thuốc đi. Anh ta bước đến nhìn những vết đỏ bầm trên tay tôi. Rồi bất giác đưa tay sờ vào mái tóc dài màu hung đỏ của tôi. Dạo nghẹn ngào. Cô ta điên thật rồi. Cô bao nhiêu tuổi? 17. Bàn tay đang vuốt mái tóc của tôi bỗng khựng lại anh ta chửi thề. Mẹ kiếp, khốn nạn thật chứ. Sao cô không nói với tôi ngay từ đầu? Anh có hỏi đâu? Cô từ đâu tới? Tôi mới từ quê lên được một tuần. Anh ta lấy tay nâng mặt tôi lên, rồi thở dài, bước ra cửa. Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng của Trâm hét lên đau đớn ở phòng khác. Tiếng cô ta hét giống như tôi lúc nãy, thống khổ vô cùng. Anh bị điên à? sao anh làm em đau như vậy chứ sáng hôm sau cô giúp việc đến gọi tôi xuống lầu ăn sáng lúc đi tôi gặp trâm trông cô ấy mệt mỏi và thiếu sức sống tay chân bầm tím cả mặt cũng bầm tím lúc ăn sáng với cô giúp việc tôi buộc miệng hỏi không biết hồi tối cậu chủ say như thế nào mà làm cô trâm ra nông nỗi đó đúng là phận đàn bà hồi tối ta cũng nghe cháu là hết cháu có đau lắm không tôi cúi đầu không nói cô giúp việc nhìn vết thương trên tay của tôi khẽ thở dài nói tiếp bình thường cậu chủ rất yêu chiều cô trâm không biết sao lại thế này tôi không nhịn được tò mò hỏi họ cưới nhau lâu chưa ạ à? cô giúp việc nhìn tôi hoảng sợ cô ghé sát vào tai tôi thì thầm họ chưa cưới nhau chỉ mới đính hôn thôi thấy tôi còn chưa hiểu cô kéo tôi ra một góc sân thì thầm khi nào cô trâm có bầu thì họ mới được cưới nhau nếu sau một năm mà cô trâm không có bầu thì cậu dũng phải cưới người khác cậu ấy là con một gia đình lại giàu có năm ngoái trước khi cưới cô trâm gia đình cậu dũng ép cả hai phải đi khám sức khỏe sinh sản trước không may cô trâm được chuẩn đoán là bị hiếm muộn nặng rất khó có con nên bố cậu dũng phản đối kịch liệt lắm là cậu dũng đã quỷ xuống cầu xin ông ông mới đồng ý cho hai người một năm để tìm con đấy. Nghĩ cũng tội cơ, chạy chữa rồi cấy trứng bao nhiêu lần đều không được, nên chắc mình nghĩ tới hạ sách này. Tôi nghe mà lùng bùng, dù gì việc của tôi chỉ là sinh ra một đứa cháu nội cho nhà họ thôi đúng không? Tôi thở dài nhìn gì giúp việc mà không nói được câu nào. Tối hôm đó Dũng lại về, anh ta đi thẳng vào phòng tôi, ném cho tôi một lọ thuốc rồi hất hàm hỏi ngồi vào cho hết bầm đi nhìn cô bầm tím tôi không hứng thú khi nào hết thì tôi sẽ lại tới nói xong anh ta bỏ đi Trầm nghe tiếng dũng về thì chạy xuống nhưng đến nơi anh ta lại xách xe lên bỏ đi Trầm đứng đó nghiến răng kèn két cô ta đi vào phòng tôi gằn giọng cô thấy trong người có gì thay đổi không tôi đang ngơ ngác thì gì giúp việc chạy đến nói đỡ lời cho tôi phải đợi hơn một tuần thì mới có triệu chướng ạ à? Với lại mới có một lần, chắc là chưa có đâu, thưa cô. Trầm hử giọng rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Buổi sáng, dì giúp việc lại gọi tôi xuống ăn sáng. Nhưng lần này, dì đi xuống với tôi. Tôi thấy Dũng và Trâm đang ngồi chờ tôi. Tôi lấm lét ngồi vào bàn. Dũng ra hiểu. Ăn đi. Tôi gật đầu rồi cầm đũa lên, gắp một miếng thịt lớn cho vào miệng. Trầm thấy vậy khó chịu nhìn tôi. Cô ăn uống nhìn kinh thật đấy. Dạ sao ăn với dì tư đi tôi giật mình vội vàng cầm bát định ngồi dậy thì lúc này dũng nghiêm giọng ngồi đấy ăn ở đâu chả là ăn nhưng cô ta ăn nhìn khinh lắm nhìn như là sắp chết đói ấy em không thể nuốt được em đã đang chê cô ấy nghèo sao chẳng phải trước kia em cũng nghèo như cô ấy à hay em ở với anh lâu quá nên em đã quên mất điều đó anh nói cái gì thế anh đang khó chịu với em đấy à anh có nói gì không đúng à? Nếu cô ta ăn ở đây thì em sẽ không ăn nữa. Nói rồi Trâm đứng dậy xô ghế. Dũng không nhìn Trâm, anh điểm nhiên múc một muỗng canh đưa lên miệng. Tôi lúc này ấp ống. Tôi ăn với gì tư cũng được à? Dũng nhìn tôi giọng lạnh tanh. Ngồi đấy, đây là nhà của tôi. Ai muốn làm gì phải theo ý tôi. Còn em, nếu không muốn ăn có thể lên phòng. Trầm tức giận bỏ lên phòng. Tôi lấm lét ăn từng miếng nhỏ, chờ Dũng ăn xong, rồi cũng đứng dậy phụ dị tư dọn dẹp. Dì Tư rất thương tôi. Dì bảo tôi rất ngoan lại đơn thuần, giống con gái của dì ở nhà. Cho nên dì hay nói đỡ lời cho tôi. Hôm nay buổi tối Dũng vào phòng tôi. Anh ta cởi áo để lộ thân hình săn chắc của mình, rồi bước tới vuốt ve tóc tôi. Tôi biết anh ta định làm gì. Tôi nhắm mắt cam chịu, chờ anh ta muốn làm gì thì làm. Nỗi đau đớn lần trước làm tôi run lên vì sợ Nhưng anh ta chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi Vòng tay ấm áp ấy làm tôi ngạc nhiên Anh ta khẽ thì thầm Lần trước là tôi không biết Xin lỗi cô Lần này anh ta rất nhẹ nhàng chậm rãi Tôi không còn cảm thấy đau nữa Ngược lại có một cảm giác gì đó Dần dâng lên trong lòng tôi Cách anh ta nâng niu khẽ chạm vào da thịt Làm tôi cảm giác khẽ rùng mình Làm xong Dũng ôm tôi ngủ tiếp đi. Khuôn mặt lúc ngủ của anh đẹp như tranh vẽ, yên bình đến kỳ lạ. Trầm biết Dũng ngủ ở phòng tôi cả đêm, nên đợi khi anh đi làm, cô ta đã tới, lôi tôi sảnh sạch ra giữa nhà mà chửi. Tao đã nói gì với mày hả? Mày chỉ được ngủ với anh ấy khi nào tao cho phép. Mày có bị ngu không mà không hiểu lời tao nói chứ? Nói rồi cô ta tát thẳng vào mặt tôi đau điếng. Tao bảo mày sinh con hộ tao, không phải là làm vợ thay tao luôn Mày có hiểu không? Còn điếm nghèo hèn như mày Mà cũng đòi quyến rũ anh ấy à Cô ta tát tôi thêm hai cái Má của tôi sưng vù lên Dì Tư chạy lại can ngăn Tôi xin cô Cô mà đánh nữa Lỡ cô ấy căng thẳng là khó có thai lắm đấy à Châm lườm dì Tư rồi gằn giọng Tao cấm mày nói chuyện với anh ấy Mày nói một câu Thì mặt mày sẽ ăn một cái tát Còn bây giờ cứ quỳ ở đấy cho tao tôi cúi đầu một giọt nước mắt rơi tôi cảm giác mình bị đối xử không khác gì một con vật tôi chỉ là đi đẻ thuê thôi có phải làm gì ra tội đâu mà lại phải chịu cái cảnh này tôi cứ quỳ mãi cho đến khi dũng về thấy mặt tôi sưng tấy lại quỳ giữa nhà dũng tức giận bảo dì tư dìu tôi về phòng thấy dũng về trầm cũng đòn đả chạy xuống thấy tôi được dì tư đỡ đi thì cô ta mới sực nhớ đến chuyện của tôi mặt cô ta hơi biến sắc một chút nhưng rất nhanh lấy lại được vẻ ngây thơ chạy tới ôm lấy tài dũng hôm nay mình đi ăn nhà hàng anh nhé lâu lắm rồi chúng ta không hẹn hò dũng đưa mắt nhìn trâm rồi đi thẳng lên phòng tôi trâm ngơ ngác nhìn theo đầu như muốn phát điên dũng bước vào phòng tôi thấy tôi nằm thiêm thiếp trên giường má vẫn lằn vết tay anh ta nói với dì tư dì chăm sóc cô ấy nhé anh bước ra ngoài nói với trâm Ngày mai bố anh muốn gặp em đấy Dạ Nói xong anh ta lại ra xe và đi mất Ngày hôm sau Dũng đưa Trâm đến gặp bố mình Ông ngồi trên chiếc ghế bành nhìn Trâm đang cúi đầu đứng đó Nhớ thế nào rồi Đừng nói với ta là vẫn chưa có đấy Trâm ấp úng Dạ Bác sĩ bảo sẽ sớm có họ thưa bố Ai là bố của cô? Chừng nào có cháu nổi, hắn gọi ta là bố. Còn anh Dũng nữa Có phải anh mới đưa người nhà bên cô Trâm đây vào công ty có phải không? Dạ vâng Gớm nhờ Công ty của tôi không phải là cái chợ Mà muốn vào thì vào, muốn ra thì ra Nề mặt cô cũng đang vì nhà này mà vất vả tìm con Cho nên tôi sẽ không truy cứu chuyện này Từ nhà bố mẹ về Dũng không nói gì với Trâm một lời Đưa cô về nhà xong là anh lại đi luôn Trâm bước vào nhà thì điện thoại reo lên anh Hà, công việc mới sao rồi? Anh có bị điên không? Anh còn chưa tốt nghiệp cao đẳng mà đòi làm trưởng phòng à? Em là còn chưa biết có vào được nhà người ta hay không nữa. Em không biết đâu, anh tự liệu lo đi. Cô ta tức giận cúp máy, chuông điện thoại lại reo. Alo mẹ à? Thôi nào, hai người đừng đòi hỏi con nữa. Còn hết tiền rồi. Mẹ làm ơn tiêu xài tiết kiệm một chút đi, còn không phải là cái máy rút tiền đâu nói rồi trâm tức giận đi vào trong nhà cô ta gọi dì tư ra rồi bảo đi mua quẹ về cho con mơ thử đi tôi không chờ được nữa đâu dì tư vâng giả rồi tất tả chạy đi nhưng dì tư chưa kịp về thì dũng đã về anh vừa bước vào cửa thì trâm đã chạy ra nũng nịu anh dũng chỗ anh hai của em anh cho anh ấy lên làm trưởng phòng có được không Mảng tiếng là anh rể của con trai chủ tịch Mà chỉ được làm nhân viên Người ta cười cho Dũng lờ mắt Lời của bố nói lúc sáng Em nghe không rõ à Mà gia đình em dạo này Anh thấy có phần hơi đòi hỏi quá cao rồi đấy Trầm cứng giọng Lắc lắc tay Dũng Em chỉ là nói vậy thôi Nếu không được thì cũng không sao à Dũng gật đầu rồi đi về phòng Một lát anh lại qua phòng tôi anh sợ tay lên chán tôi nóng hổi. Tôi hé mắt nhìn thấy anh thì hốt hoảng con người lại. Hôm nay tôi không được khỏe. Yên tâm, tôi không làm gì cô đâu. Đúng lúc ấy thì dì Tư mua que thử về. Dũng nhìn bọc que thử thai trên tay dì khẽ thở dài. Anh bảo dì Tư ra ngoài còn mình thì ngồi nhìn tôi. Được một lúc, anh kéo chăn chui vào nằm với tôi. Tôi hốt hoảng muốn đẩy anh ra, miệng lắp bắp cô trâm đánh chết tôi anh cười nhạt cô sợ cô ấy hay là sợ tôi nhưng cô ấy là người thuê tôi sao lúc bị đánh cô không phản kháng như thế này tôi im lặng không nói gì một người nghèo khổ như tôi thì phản kháng như thế nào được đây như biết được tôi nghĩ gì dũng nói tiếp tiền trả cho cô là của tôi bây giờ tôi nói thì cô nghe rồi chứ tôi gật đầu khe khẽ nghe dũng nói tiếp tôi và trâm yêu nhau cũng đã mấy năm rồi cô ấy ngày xưa không như bây giờ ngày xưa cô ấy cũng giống như cô cô ấy hay cười và rất tốt bụng cô ấy yêu tôi chân thành không vụ lời nhưng khi biết được gia cảnh của nhà tôi thì lại khác cô ấy càng ngày càng thực dụng và trở nên quá quát hơn cô nói xem bây giờ tôi phải làm gì để trâm trở về như xưa nhỉ Tôi im lặng không đáp Thì ra người giàu cũng chẳng sung sướng như tôi nghĩ Và tình yêu của người giàu cũng rất phức tạp không kém Anh ngủ thiếp đi bên cạnh tôi Sáng hôm sau dì tư đưa tôi que thử thai Que thử thai lên hai vạch mờ Cầm que thử thai của tôi trên tay Trầm không tự chủ được Liền xeo toáng lên Cô gọi điện thoại cho Dũng Có thai rồi Cô ta có thai rồi anh à Một lúc sau Dũng có mặt ở nhà nhìn tôi mệt mỏi trong góc nhà dũng thoáng một chút xót xa anh bảo dì tư đưa tôi đi nghỉ rồi nói với trâm mẹ về nước rồi em nhớ cẩn thận đấy sao mẹ anh lại về lúc này nhưng em có thai rồi sợ gì chứ em hay làm mơ trâm nín bạc không nói gì nữa dũng nói tiếp mẹ có thể tới đây bất cứ lúc nào nên anh sẽ đưa mơ rời đi em ở nhà nhớ diễn cho thật tốt đấy anh định đưa cô ta đi đâu? Có phải cô ta phải ở trong tầm mắt của em? Tùy em thôi, nhưng nếu để chuyện này bại lộ thì chẳng ai cứu được chúng ta đâu. Mẹ chắc chắn sẽ lưu tới đây thường xuyên. Trầm tỏ vẻ không cam lòng, nhưng cũng rất bất lực không làm được gì. Cô ta chỉ biết dương mắt nhìn Dũng đưa tôi đi. Tôi được anh đưa đến một căn biệt thự nhỏ ven biển. Đây là lần đầu tiên tôi thấy biển. Tôi thích thú chạy dọc bờ biển, để mặc những con sóng tung bọt trắng xóa, bắn ướt hết chiếc váy đang mặc. Dũng hớt hải chạy theo, anh là lớn. Mơ, đừng chạy, mơ. Tôi cười vang cả góc trời, nhanh tay nhặt đầy một vạt váy những vỏ ốc, vỏ sò. Dũng đứng nhìn tôi, anh thở dốc. Em thật giống của ấy ngày xưa. Tôi biết Dũng nói đến ai. Tôi nhặt chiếc vỏ sò đẹp nhất, lành lặn nhất mà tặng cho Dũng như một món quà để ăn ủi tình yêu đang ngày một héo úa nơi anh. Tôi sống ở biệt thự với một cô gái nhỏ người địa phương, tên là Núi. Cô bé lém lỉnh và rất thật thà. Nhìn Núi tôi lại thấy giống em gái tôi ở nhà. Cũng mấy ngày rồi, từ hôm mẹ gọi điện lên cho tôi, mẹ bảo em tôi đã khỏe hơn, đã có thể về nhà. Bà nói mấy đứa em rất nhớ tôi, chúng cứ nhắc tôi suốt. Tôi định bụng sẽ xin Dũng cho về nhà một chuyến, trước khi cái bầu của tôi to ra dũng thường xuyên đến chỗ tôi và ngủ lại chúng tôi giống như một đôi tình nhân thật sự anh nắm tay tôi dắt đi trên bãi cát vàng lòng tôi cảm thấy ấm áp lạ kỳ anh thường xoa bụng hay vuốt ve mái tóc xù màu đỏ cháy nắng của tôi hoặc ngồi nhìn tôi nô đùa với núi ở ngoài bãi cát làn da của tôi ngày một bóng lên một màu nâu khỏe khoắn núi hồn nhiên hỏi tôi Sao cậu Dũng trắng tinh Lại yêu chị Mơ đen nhẹm vậy à Em thấy cậu Dũng giống như hoàng tử Còn chị Mơ là công chúa lọ lem Tôi trầm ngâm Tôi biết Dũng chỉ thích ở cạnh tôi Bởi trong tôi có hình dáng của Trâm Người con gái mà Dũng yêu Lọ lem thực sự là Trâm Chứ không phải tôi Dạo này bụng tôi ngày càng to Dũng thường lui tới hơn Anh đọc sách cho tôi ngủ Xoa lưng bóp chân cho tôi anh còn dặn dò núi chăm sóc tôi cẩn thận. Tôi hỏi nhỏ. Sao anh tốt với tôi vậy? Dũng mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng sớm chai dần của tôi. Tôi phải tốt với mẹ của con tôi thì đứa bé mới còn tôi là cha của nó chứ. Cô không biết nguyên cứu khoa học đã nói vậy à? Thì ra là vậy vì tôi là người mang thai nên Dũng mới tốt với tôi. Thế mà tôi cứ tưởng anh ta vì thương tôi là vì tôi là tôi. Ở căn biệt thự trong thành phố của Dũng, Trâm ngồi lo lắng trong phòng khách. Một người phụ nữ trạc tuổi trung niên, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, tay đeo những chiếc nhẫn kim cương lớn ngồi đối diện với Trâm. Người phụ nữ đưa mắt sắc lẻm nhìn vào bụng của cô rồi cất giọng đều đều. Được mấy tháng rồi? Dạ, hai tháng à? Chồng cô vẫn vậy nhỉ? Có ngén nhiều Không. Dạ trộm vía con không ngén nhiều à Tôi cũng nói luôn với cô Khi nào cô đẻ cháu cho tôi xong Thì sẽ tổ chức hôn lễ cho cô với thằng Dũng Sao lại thế à Bụng của con bây giờ vẫn còn nhỏ Sao không tổ chức luôn Cô có vẻ nôn nóng nhỉ Cô bây giờ cũng đã có thai Đằng nào cũng sẽ được vào làm dâu nhà này Hay cô sợ cái gì Trầm đổ mồ hôi lạnh Miệng lắp bắp Dạ con không à Mọi chuyện xin nghe theo sự sắp đặt của bác Dạo này có vẻ thằng Dũng không về đây thường xuyên Không giống với nó lắm Cô có biết tại sao không? Trầm bỗng giật mình Sống lưng của cô tê dần không nói được gì Người phụ nữ nhìn Trầm có chút kỳ lạ Ánh mắt như xoáy sâu vào mắt của cô Người phụ nữ đi ra cửa Trầm vội chạy ra tiễn Không quên thở phào nhẹ nhõm Người phụ nữ hạ kính xe Nói với người đàn ông ngồi phía trước cho người điều tra xem nó đi đâu. Dạ thưa bà. Thế rồi cứ đều đều mẹ dũng ghé biệt thự thường xuyên để kiểm tra trâm. Cô nàng rất khổ sở. Mỗi lần bà ghé là dây thần kinh của cô ta căng như dây đàn. Bà mua nhiều thuốc bổ bắt trâm uống. Bụng của mờ càng ngày càng to. Bụng của trâm cũng phải to theo. Cô ta cảm thấy rất khó chịu. Mẹ dũng bắt dì tư nấu nhiều đồ ăn bắt cô ta phải ăn hết phải ăn để cháu bà khỏe. Trâm phải nhắm mắt nhắm mũi ăn hết những đồ mà cô ta không thích ăn. Cuộc sống của Trâm giống như địa ngục. Cô không được đi đâu ra khỏi nhà, chỉ là quanh quẩn cùng với mấy bữa ăn và ngủ. Hôm ấy như thường lệ, mẹ của Dũng lại tới. Bà muốn ở lại dùng cơm với con dâu tương lai, cho nên dì tư nấu một bàn đầy thức ăn. Hai người đang chuẩn bị ăn thì tiếng chuông cửa vang lên rồn rập. Dì tư chạy vào mặt lúng túng, Thưa bà, thưa cô, mẹ của cô Trâm tới à? Mặt của Trâm cứng đơ và chuyển sang trắng bầy. Mẹ của Dũng điềm nhiên ra hiệu cho dì Tư mở cổng. Một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt chạy vào, bà ta oang oang. Con gái tôi đâu? Sao nó dám không ra đón tôi? Trâm ơi, mẹ mang cá chép cho con này, tươi lắm. Mẹ của Dũng là bà Bích cao mày, nhìn con cá đang sống trên tay của mẹ Trâm rồi nhìn sang trâm sao hôm qua cô bảo ngén cá chép không ăn được ôi dạo bà thông ra đấy à chắc bà nhầm thôi chưa tuần trước tôi mới đem qua cho nó một nồi cá chép om dừa đấy thôi trâm lấm lét, vội kéo mẹ vào bếp hôm bữa là gì tư ăn con sợ mẹ con buồn nên không nói đấy à mẹ của trâm hất tay con gái nhìn một bàn đầy đồ ăn chẹp miệng sau đó nhìn bà Bích giọng khúm nốn Dạo này bà có khỏe không? Tôi trông bà ngày càng trẻ ra đấy Bà thông ra là chuyện thế này Trầm đứng bên cạnh lo lắng Đến mức đổ mồ hôi Giọng của cô nhỏ giọng Mẹ, mẹ về đi Ờ hay cái con này Mày để tao nói chuyện Mày không làm được thì để tao Nói rồi bà ta quay sang nói chuyện với bà Bích Dạ như bà đã biết thì nó còn một người anh trai nữa nhờ thằng Dũng đã được vào làm ở công ty mình. Nhưng bà mang tiếng là anh rể tương lai của con trai chủ tịch mà chỉ làm nhân viên kiểm kho. Làm một chức quen như vậy nó xấu hổ không dám đi làm. Bà xem thế nào có thể giúp cháu nó. Bà Bích bật cười nhạt. Chuyện con trai bà tôi có biết nhưng hình như mới chỉ tốt nghiệp cấp 3 không có kinh nghiệm làm việc. Hôm bữa hình như cậu ta còn đánh cả quản lý bây giờ bà muốn tôi cho cậu ấy chức vụ gì dạ cũng không cần gì cao sang chỉ cần làm phó phòng hay trưởng phòng gì đấy là được chắc bà không biết công ty là ông nhà tôi dựng lên bằng mồ hôi nước mắt đâu có thể tùy tiện cho lũ giỏi bò muốn làm gì thì làm được bà mẹ của trâm tái mặt bà ta lúc này gầm lên bà nói ai là lũ giỏi bò Đừng tưởng có tí tiền rồi thì muốn nói gì thì nói nhé. Để nhớ con gái tôi đang mang thai cháu bà đấy. Bà có chắc không? Ý bà là sao? Bà Bích nhìn Trâm đang đứng gương mặt tái mét bên cạnh. Tôi cũng chỉ nói vậy thôi. Còn chuyện gia đình các người cứ từ từ giải quyết với nhau đi. Đừng làm bẩn mắt tôi. Nói rồi bà Bích đứng dậy. Bỏ lại người phụ nữ và con gái của bà ta. Mẹ Trâm hét lên với con gái. Mày thì hay rồi, ở đây cung phụng hầu hạ, còn sinh con cho người ta, nhưng lại để người ta chửi mẹ mày không ra cái gì. Mày thì ở đây ăn ngon mặc đẹp, mặc cho anh của mày nai lưng ra đi làm, mẹ mày cơm không có mà ăn. Mẹ làm sao thế? Con đã gửi tiền cho mẹ hàng tháng cơ mà. Gớm, có tí tiền cũng kể, nó bằng móng chân của thằng chồng mày không? Tao không nói nhiều, mày làm sao thì làm, lo kiếm cho tao 3 tỷ. Mẹ có làm sao không đấy Con đào đâu ra ba tỷ Cầm mồm Xin thằng Dũng ấy Anh mày nó phải mua nhà mua xe Còn xin mẹ đấy Thế mẹ có nghĩ cho con không Không có thì mày đừng hòng sống yên ổn với tao Mày nên nhớ Cái thai của mày tao biết rất rõ đấy Mẹ Bà ta bỏ đi Để châm ngồi đó khuôn mặt xám ngoét Tối đó Dũng về nhà Trầm đi đến vòng tay sau cổ của anh, nhỏ giọng nhẹ nhàng. Anh, anh có mệt lắm không? Em xoa bóp cho anh nhé. Dũng rất bất ngờ, anh khẽ gật đầu. Trầm dịu giọng. Đã lâu em không mua sắm gì. Em muốn mua sắm chút gì đó cho mình. Dạo này em cũng đã vất vả rồi. Em muốn bao nhiêu? Ba tỷ à? Dũng cao mày hất tay châm ra, nhìn cô đầy hoài nghi. Em mua cái gì mà ba tỷ Em sống sung sướng quen rồi Nên ba tỷ đối với em nhẹ nhàng quá nhỉ Em không có ý đó Em nghỉ đi Anh đi đây Đừng bao giờ nhắc lại chuyện này trước mặt anh Dạo này em thấy anh lạ lắm Có phải anh thích con nhỏ đó rồi không Em đừng có ăn nói hổ đồ Nếu anh dám thích nó Em sẽ giết nó Em sẽ lôi đứa con ra Dù gì cô ta cũng đã mang thai được 7 tháng rồi Dũng đỏ mắt nhìn Trâm Anh không ngờ người anh yêu Có thể độc ác như vậy Dũng lao xe đi mất Trâm ngồi thụp xuống bật khóc Cô lấy điện thoại gọi cho mẹ Nhưng bà không nghe máy Trong một góc vắng Bà hoa mẹ Trâm bị kéo lên một chiếc xe ô tô Bà ta sợ hãi mặt tái mét Nhìn con dao đang kề ngay cổ Bà ta lắp bắp Các... các người muốn tiền đúng không? Tôi sẽ cho các người tiền Chỉ cần đừng giết tôi con rể tôi nó giàu lắm cầm mồm người đàn ông bịt mặt rít lên chỉ cần trả lời những gì chúng tao hỏi nói dối tao không dám hứa cái mạng già của bà sẽ còn nguyên đâu vâng vâng các anh hỏi đi chuyện cái thai của con trâm là sao nói mau sao các người lại hỏi chuyện này nói đi đừng nhiều lời bà hòa run lẩy bẩy nó giả vờ mang thai cái thai là giả nó muốn vào làm dâu nhà đó cho nên mới làm như vậy sao bà biết tôi thấy cái bụng giả trong tủ đồ của nó với lại nó là con gái tôi nhìn qua là tôi biết liền dũng chạy đến căn nhà cạnh biển thấy mơ đang ngồi cạnh mấy cái chuông gió được cô tự tay làm từ vỏ ốc đôi tay nhỏ nhắn vuốt về cái bụng tròn xoe miệng cất tiếng hát khẽ khẽ Dũng ngắm nhìn cô không rời mắt Mái tóc màu hung đỏ bay trong gió biển Bỗng có tiếng chuông điện thoại Là gì tơ Anh liền bắt máy Cậu chủ à, cậu về nhà đi Có chuyện lớn rồi Dũng quay xe chạy về nhà Về đến nhà đã thấy mẹ anh ngồi đó cùng với bố Trầm đang quỳ trên đất Bên cạnh là bà Hoa đang run rẩy Anh tái mặt đi vào Còn chưa kịp nói gì Thì bố anh đã bước tới tát anh một cái Mày gan quá rồi đấy Đến bố mày mà mày còn dám lừa dối Bà Bích gằn giọng Là con hồ ly tinh này Đã xúi dục con đúng không Dũng lắc đầu nhìn châm Cô ả à khóc giống lên vô cùng bi thương Không phải con Là con quá yêu anh Dũng Là con nhỏ đẻ thuê Đã quyến rũ anh ấy Đòi sinh con cho anh ấy Dũng thở ơ nhìn bà Bích Còn không ngờ mẹ điều tra nhanh vậy Cảm ơn con đã khen. Nói rồi, bà Bích vứt mấy cái bụng già trước mặt Dũng. Trầm tái mặt, cô ta quỳ dưới chân bà Bích. Mẹ, hãy tha cho con. Con xin mẹ. Bà Bích đá cô ta ngã lăn ra, bà cười lạnh. Chuyện này ai chủ mưu thì không cần cô nói tôi cũng biết cả rồi. Không ngờ cô lại độc ác như vậy. Còn đòi giết cả cháu tôi cơ à? Còn, còn không có à? Thật vậy sao Bà Bích mở điện thoại lên Giọng của Trâm vang lên Giết con nhỏ đó Lấy đứa bé ra Nó còn non quá Sợ không giữ được Thì sao Dù gì cũng không phải con tao Dũng không yêu tạo nữa Thì đứa đó cũng chỉ là vật cản Dũng tái mặt Anh nhìn Trâm đang ôm đầu sợ hãi Ánh mắt trở nên ghê tởm cô Người bắt anh ngủ với mơ là cô Mơ mới chỉ là cô bé 17 tuổi đã bị anh dày vò rồi lấy đi lần đầu tiên trong đau đớn người muốn giết mơ cũng là cô ta nhưng khoản đã nói vậy thì mơ cô bé sẽ gặp nguy hiểm mất dưỡng định lao đi thì bị vệ sĩ chặn lại ở cửa bà bếp gàn giọng nó sẽ được an toàn cho đến khi sinh cháu của ta ra còn hãy dọn mớ rắc rưởi này khỏi mắt ta đi thật là kinh tởm nói rồi bà đứng dậy khoác tay chồng bước ra ngoài căn nhà im lặng như tờ. Trầm chạy đến ôm lấy chân của anh, nước mắt giàn rùa. Anh Dũng, anh phải tin em, tất cả là giàn dân. Cốt. Anh Dũng, anh đã nói sẽ tha thứ mọi tội lỗi của em. Em hứa sẽ không làm vậy nữa. Tôi bảo cô cút cơ mà. Trầm gào khóc thảm thiết khi bị mấy người vệ sĩ lôi ra ngoài. Bà Hoa cũng gào giống lên. Còn tiền? Còn tiền của tôi thì sao? các người đã hứa cho tôi tiền trầm đưa đôi mắt cằm phẫn nhìn mẹ mình cô ta hoàn toàn đã tha hóa và biến chất sau những tham vọng tiền bạc và sự xúi dục của bà mẹ tham lam tại căn nhà ven biển tôi đang ngồi thì có hai người đàn ông lạ mặt bước tới họ nói rằng họ là người của cậu dũng muốn đưa tôi đi vì ở đây không an toàn nói rồi họ đưa tôi đến một căn nhà khác chật trội hơn ở đây tôi không gặp lại dũng nữa có lẽ anh đã không còn nhớ đến tôi nữa rồi tôi hạ sinh một bé trai kháu khỉnh bác sĩ cho tôi nhìn con một lần rồi đem bé đi trái tim tôi như bị ai đó bóp nát tình mẫu tử khiến tôi như muốn chết đi khi nghe tiếng con khóc càng lúc càng xa dần tôi gào khóc với những y tá đứng bên cạnh trả con cho tôi xin các người hãy trả con cho tôi đi tôi không bán nó nữa tôi không cần tiền nữa nhưng chẳng có ai quan tâm Họ lặng lẽ chăm sóc vết mổ cho tôi, ngày này qua ngày khác, cho đến lúc tôi tự đi được, thì một y tá đưa cho tôi một phong bì tiền, rồi bảo tôi hãy về quê, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Tôi đau đớn bắt xe về nhà, trái tim tôi dường như đã chết, nó không ngừng héo úa. Tôi bị ám ảnh trong từng giấc ngủ, tiếng con tôi khát sữa gọi mẹ. Giờ đây căn nhà của chúng tôi đã kiên cố hơn, các em tôi có thể tới trường. Nhưng sao lòng tôi lại đầy rông bão Dũng ôm bé bò trong tay Cô cậu ngủ ngon lành trong vòng tay bố Mồi hé cười Nướng đồng tiền rất xinh trên má Bà Bích đi vào thấy vậy thì nói Đã lâu con không về nhà Con không định đi xem mắt à Không phải mẹ đã có cháu trai rồi sao Mẹ còn muốn gì hơn nữa Hay mẹ vẫn cảm thấy không đủ Đừng nói với mẹ con đã yêu con nhỏ nhà quê đó nhé dũng im lặng không nói bà bích tiếp lời hãy lấy vợ rồi còn tiếp quản công ty nữa bố con ông ấy đã già rồi dũng vẫn im lặng bà bích thở dài bỏ đi dũng bế con về căn nhà ven biển nơi đầy áp hình bóng của mơ cô bò cười toe Nhìn những chiếc chuông gió làm bằng vỏ sò quay tít trong gió dũng mỉm cười nhìn con bỗng nhiên có tiếng gọi cậu dũng phải không à dũng giật mình quay lại là núi cô bé hồn nhiên hỏi chị mơ bao giờ lại đây à từ hôm chị ấy về thành phố chẳng thấy quay lại chơi với em dũng thở dài ánh mắt nhìn xa xăm cô bé đi xa lắm rồi xa là đâu ạ à? có phải chị ấy về quê không vậy thì em sắp gặp chị ấy rồi dũng ngạc nhiên nhìn núi hỏi dồn em nói vậy là sao thì mẹ em bảo hè này sẽ cho em lên mộc châu chơi nhà chị mơ ở chỗ đó em biết mà em nói sao em biết nhà mơ ở đâu hả vâng ạ à, hôm bữa chị mơ bảo với em là xin cậu về thăm nhà rồi có cho em địa chỉ nè chị bảo khi nào được sẽ dẫn em về nhà chơi với em gái chị ấy dũng cầm lấy mảnh giấy nhỏ từ tay núi anh siết chặt vỏ giò miệng mỉm cười tháng riêng Hoa mơ nở trắng sườn đồi Một thanh niên trẻ với làn da trắng sứ Khuôn mặt đẹp như tạc tượng Bước đi trên thảm cỏ Bước chân của anh dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ Nằm dưới chân đồi Cô gái tóc dài màu hung đỏ Với má nướng đồng tiền Đang ngồi trải tóc bên khung cửa Hoa mơ nở trắng xóa Bay đầy trong gió